Nay ngày nhiêu rồi ông? Cái lịch sau lưng bà đó, bà quay ngang bà nhìn cái không được sao mắc hỏi tôi chi nữa vậy? Ông thấy tôi đang bận ha? Bà bận, thấy bà đang bận. Bữa nay 14, mai 15, mốt 16, được chưa? Ngày 16 là ngày gì ha? Ngày 16 là ngày 16 chứ ngày gì? Hỏi ngộ không? Nhớ kỹ lại coi ngày 16 là ngày gì? Là ngày 16. Hỏi khó không à? Bởi vậy tôi nói thiệt á, tôi cãi lời ba má tôi lấy ông, tôi ngu. Bởi vậy tôi nói thiệt, tức quá đi thiệt á. Phải chi tôi mà tôi biết là tôi không thèm lấy ông rồi. Dại khờ đi lấy ông rồi phải chịu cực chịu khổ với ông. Rồi sanh cho ông mấy mặt con. Tôi nói rồi đầu tắt mặt tối suốt ngày cái nhà này hả? Không có bao giờ được rảnh rang nghỉ ngơi hết trơn á. Tới giờ này cũng vậy. Nghĩ sao mà nó khổ cái thân tôi dữ vậy không biết. Ủa? Tôi đối xử với bà tệ cái gì? Bà ngồi đi bà than thân trách phận. Hả? Tôi đâu dám than thân trách phận gì ai đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi. Tại vì tôi thấy thiên hạ sao mà nhiều người họ sướng quá à. Họ quá trời sướng luôn á. Chẳng làm gì hết trơn mà còn được chồng cưng yêu thương chiều chuộng. Tôi nói thiệt, bởi vậy sao nhìn lại mình tôi nói thiệt, cái thân tôi sao mà nó khổ dữ vậy. Ủa? Vậy chứ mấy chục năm nay tôi đối xử với bà tệ cái gì mà bây giờ bữa nay bà ngồi đây bà đem người ta ra bà so đo là sao? Bà đi coi đi, coi hết cái xẻo lá này nè. Coi có một cha đàn ông nào mà thương vợ như cha Hai Lúa này không? Thương quá em. Thương quá là thương luôn á. Mà ngày 16 ngày gì là không nhớ rồi đó. Tôi không có nói gì đâu xa. Chị Năm á. Ông biết chị Năm mà đúng không? Chị Năm ở gần nhà tôi ngày xưa đó, ông nhớ không? Bả đó ngoài 40 tuổi chưa lấy chồng. Thiên hạ chọc á, trời ơi nó con nó ế rồi. Vậy nghe mà một phát bả lấy chồng cái hang. Trời ơi tao nói sướng gì mà sướng. Tao nói ông chồng ông cưng chiều. Tao nói sướng hết chỗ nói luôn á. Chồng bà cưng bà không cho làm cái gì động móng tay luôn á. Trời ơi chưa nha. Sinh nhật nha. Sinh nhật bà thôi. Trời ơi tao nói quần áo nước hoa được. Tao nói ông tặng cho bà đủ thứ hết, không thiếu cái gì hết. Rồi ông còn chở bà đi chơi nữa chứ. Mà đi đâu? Lên tới Sài Gòn nha. Lên đó đi chơi. Rồi còn đưa vô sở thú chơi nữa đó. Nói vậy tao nói con người ta sao mà có phước quá. Cha đó gần 100 tuổi rồi đó. Gần chết rồi đó. Đưa đi lần cuối cùng vĩnh biệt luôn đó. Vậy thôi đó hả? Sao? Tưởng chuyện gì? Chuyện đó tu làm cũng được vậy. Có gì đâu khó. Nói được làm được nha. Bây giờ bà muốn đi coi thú không? Thú đâu coi? Tôi dẫn bà đi coi liền bây giờ nè. Ngay xẻo lá này nè, chứ khỏi cần đi Sài Gòn đâu chứ á. Ở đây nè, cũng có thú cho bà coi nữa. Đây ông, tôi dẫn cho đi. Nè, bước ra ngoài đường nè. Châu, bò, gà, vịt, chó, mèo, heo nè, chuột nè, chim nè, đủ thứ cho coi không? Muốn cho coi. Ông vừa vừa phải mãi đây nha. Tự nhiên biểu tôi đi ra coi gà, coi vịt ở đây à. Không thèm nói chuyện với ông nữa. Thời tiết mày nóng nực quá mà. Trời ơi, nó bông tai đẹp quá kìa. Trời ơi, sáng chói luôn đó nha. Đâu vậy, mua hả? Tôi đâu có mua. Ông Tư ếch ông mua cho tôi chứ. Tư mua. Ừ. Ông á, mày đặt gì à, sinh nhật đồ tặng quà rồi chứ tôi làm quá trời luôn đó chị. Ủa ảnh mua cho chị sao chị lại la ảnh? Thì đó, mua chi cho nó tốn kém. Thì trời ơi thím á là được chú Tư mua quà sinh nhật vui quá trời rồi còn gì nữa. Già rồi mà tình còn đậm đà vậy á. Trời, tôi nói thiệt á, ganh tị á nghe. Ừ, chị nói á thì cũng đúng. À, mà còn chị, sinh nhật chị á, anh hai á, ảnh có mua tặng gì cho chị không?
Má ơi, có gì ăn chứ má đói bụng quá má ơi. Không phải mình mày đói đâu, ngồi sắp hàng nè. Ủa, đồ ăn nay sao kỳ vậy? Tao có nhiều đó đó, ăn không ăn thôi, nhìn. Hả? Tao không có hơi đâu á, mà nấu cho mấy người vô tâm. Ừ, thiệt. Bà muốn nói gì với tôi bà nói đi, chứ làm gì bà đi tới đi lui, bà liếc xéo liếc ngược, bà hẩm hực tôi hoài vậy hả? Ý muốn nói gì? Không muốn nói gì. Mà cũng chẳng biết gì để nói. Bà giờ có biết tôi cũng chẳng muốn nói gì không? Mệt rồi, vô trong ngủ. Tặng má. Bài trò gì đây? Dạ, bó hoa tặng má nhân ngày gì? Mừng kỷ niệm ngày cưới tía má. Đó, thấy chưa? Con tôi nó còn biết nghĩ tới tôi. Còn cái người đó đó, chẳng nhớ gì hết trơn á. Sao mà chẳng nhớ được? Hai, ba. Tèn 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 tèn. Tèn 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 tèn. Đây, tặng em nè, kỷ niệm ngày cưới. Hết giận chưa? Mấy ngày nay á, bà nhìn tôi bằng cặp mắt hình viên đạn không à. Đó, mở ra cái coi. Ủa, tía mua cho má chiếc nhẫn nè. Wow, đeo thử đi má. Chuyện này là chuyện nhỏ thôi, đeo vô thử coi vừa không. Đúng rồi, tí đeo vô. Anh nhớ quá à. Nhớ kỷ niệm hồi xưa quá à. Hồi đó tía cưới má con tía cũng đeo gì nè. Hồi xưa tay nó khác, bây giờ nhăn da ổi hết rồi. Đó, thấy vừa không? Ê, như nó hơi rộng. Mà không sao, để tôi quấn chỉ vô là vừa hả? Dạ, yeah, thích phải không? Vừa không? Vậy thì không đi. Không đi, 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 không đi. Hồi xưa mùi khác, bây giờ già mùi khác nha. Trời ơi, nhìn tía thương má tụi con thấy mắt ham luôn. Bởi tía thương tụi con được như vậy, con cũng mừng lắm á. Không có, tía thương hết cả nhà này chứ. Tía thương má con nè, thương ba đứa con nè. Tía thương còn hơn tía thương tía. Dạ, dạ, đó con chạy tía. Tư. Chị Hai. Đi chợ hả thím Tư? Dạ, anh đi chợ. Ủa, chị Hai cũng đi chợ đó hả? Đi chợ nè. Thôi mình đi chợ chị. Đi chợ chị. Rồi nói đi đặng mua đồ tắm bổ cho tía sắp nhỏ. Dạ, này tình dữ hen. Thì cũng phải tắm bổ cho ổng chứ. Trời ơi, chiếc nhẫn đẹp quá chị Hai. Anh Hai mua cho chị đó hả? Đẹp không? Đẹp quá. Ông bà vẽ lắm. Bởi vậy tôi nói kỷ niệm ngày cưới thì có gì đâu. Mà ông sắp đặt hết trơn nghe. Ông chuẩn bị bánh sinh nhật. Rồi ổng mua bong bóng. Trời ơi, ổng làm trời không khí lãng mạn lắm. Rồi bày đặt tặng nhẫn cho tôi. Tôi không có biết. Tôi biết là tôi cản rồi. Bà vẽ làm chi cho tôi kém đúng không? Thôi, chị cũng có phước cái mồ. Thưa bà con, thưa các bạn xem đài. Thì trời mưa tối ngày, không làm ăn gì được. Bàn ghế giờ vô nhà hết, không có ra ngoài ngồi chơi gì được chứ. Mưa thú đất thú đai được chứ. Dạ tôi nghe anh ba ơi. Khỏe bình thường anh. Dạ hả, đám giỗ hả? Rồi mấy giờ anh? Rồi 11 giờ tôi qua. Vậy nghe. Ai gọi vậy ông? Ba Đờn. Gọi chi vậy? Mời đám giỗ. Mốt này nè, đám giỗ cha ông hay gì á.
Bởi cò tấm tàn có đứa nào đi đám dỗ tí không? Dạ. Không. Không. Trời đất ơi, tụi bay cũng vừa vừa phải phải thôi. Tía mày mới hỏi mà đồng thanh hông luôn vậy hả? Vậy ông sợ tía bay giận hả? Không sợ ông buồn ha? Thiệt tình đó. Mà đám dỗ ai xa lạ? Bà con trong nhà không chứ có ai đâu. Đi đi. Thôi nó không đi thì thôi. Bà đi với tôi. Tôi kẹt rồi. Vậy cũng là người ta. Tía má cũng kẹt kìa tía. Nghe cũng mắc cười. Không phải, tôi nói thiệt là tại tôi say xe nên tôi không có đi được với ông. Mà nghe con nó cười kìa, mà nghe đi. Bé cò. Dạ. Lấy xe chở tía đi đi con. Thôi em ơi, muốn đi. Thôi khỏi, cảm ơn. Cảm ơn tất cả thành viên trong gia đình này. Tôi đi xe đò được rồi, cho nó đỡ tốn kém. Vậy đỡ ghê. Má. Má để tí điền mình, má không sợ bị người ta bắt cóc hả? Ôi trời ơi, tưởng gì. Tao đang mong là ai bắt cóc ổng đi cho tao đỡ mệt. Nhớ nha, nói câu gì nhớ câu đó. Sau này đừng có hối hận nha. Tía, tía, tía. Tía, vậy con đi với tía nha. Đó. Mới nghe câu này nghe được à. Vậy đi đám dỗ về xong á, tía mua cho con cái điện thoại mới á tía. Thôi vậy thôi khỏi con. Câu này nghe không vui. Câu đầu nghe được. Thôi. Thôi chạy đi, để tôi đi ở được rồi. Ông làm gì mà chuẩn bị đi sớm dữ vậy? Đây xuống đó có 2 tiếng đồng hồ chứ nhiêu. Trời ơi, đi sớm cho nó mát. Đi dưới còn chơi đồ nữa chứ đâu phải xuống thì nhậu liền đâu. Nè, tôi chuẩn bị đồ sẵn rồi nè, sắp đi nha. Rồi đi chừng nào về? Đi xuống dưới cúng kiến thì nhậu nhẹt chơi một chút rồi về chứ không lẽ ở dưới luôn. Ủa? Chứ không phải ở dưới chơi vài bữa hả? Trời đất ơi! Bà nói sao vậy? Nhà công chuyện nhà lăng năng lê lê mà ở dưới chơi bà gì? Lỡ bà con lâu ngày gặp rồi người ta giữ chân ông lại chơi rồi sao? Nhớ tôi hay gì? Hỏi hoài vậy hả? Gì? Cái gì nữa? Làm gì nhớ không? Tôi đi guốc trong bụng bà. À. Nè, nhớ được không? Ừ, được. Cẩn thận nha. Trời ơi trời. Cái gì ơi. Vậy? Còn nữa không? Gì? Bỏ vô thêm con, tôi còn 2 trái nữa. Bỏ vô. Mày chắc phải mướn thêm người trợ lý nữa quá. Làm tôi gì? Liên tiếc lắm hả? Hên đi nghe măng. Trời già. Mất dịch. Nổi ốc hết trơn. Tôi cũng nổi nữa nè. Tức quá mà. Rốt cuộc là ai? Ai vô đây? Ủa, gì mà má la làng dữ vậy má? Vụ gì vậy má? Tao mất chiếc nhẫn rồi. Hả? Má mất cái chiếc nhẫn mà hôm bữa hấp hôn tía tặng cho má hả? Chứ còn chiếc nhẫn nào nữa? Trời đất ơi. Tao là tao quý cái chiếc nhẫn đó lắm luôn á. Mà bây giờ nó mất tiêu rồi. Nè hai đứa. Ừ. Lấy á thì khai mau trả đây cho tao nghe không? Tao mà chửi là vuốt mặt không kịp luôn bây giờ à. Tao chửi là cắm đầu xuống đất ngốc lên không nổi đâu con. Má bình tĩnh lại. Rồi má suy nghĩ coi nhớ ra đi. Má để đâu? Nhớ sao không nhớ? Tao để ngay trên cái đầu tủ ở trong phòng tao á. Nha, tao nhớ rõ ràng luôn. Vậy á mà khi mà tao nhớ ra vô kiếm không thấy đâu hết. Mất tiêu. Giờ tao hỏi nè, không phải người ở trong nhà lấy thì chứ giờ ai vô đây lấy? Không lẽ cái chiếc nhẫn nó có chân đi hả? Ủa? Ê Tám. Dạ. Có nào mày thiếu quá, mày làm bậy mày. Ê ê, anh đừng có nói vậy nghe chưa. Ý anh nói cho tôi là quân ăn cắp quá hả? Má, tự nhiên anh nói chuyện với con vậy đó. Mày á, mày đổ lỗi cho em á. Lỡ không có tội nghiệp nữa không? Mày có bằng chứng không? Không có rồi thôi. Vậy ra sao lạc dao nấu cơm gì đi. Như vậy anh tự lạc đi. Sao gì cũng sai tôi hết vậy? Đẹp quá chị. Đâu đâu. Chị đọc ra cho tôi đeo thử ra. Nè. Nè.
Trời ơi chị ơi, quá trời đẹp luôn nha. Vừa ý luôn chị ơi, giống như là cái ni tai của tôi với chị một ni vậy đó ha. Đẹp quá trời, đẹp quá luôn, trời đẹp luôn á. Ừ, hai đứa vừa mình cùng đi nè. Quá trời, quá đất. Công nhận đeo cái chiếc nhẫn vô cái bàn tay mình nó sáng hẳn, sáng liền khác liền ha chị ha. Đẹp quá. Tao nhớ chiếc nhẫn tao đâu rồi. Mà má. Ủa chị hai. Thứ tư. Trời chị hai ơi. Ủa chị đi đâu vậy? Đi kiếm thím chứ đâu. Trời ơi, tôi cũng tính đi qua nhà chị kiếm chị rủ gì đi chở với tôi nè. Trời, sẵn giờ đây nghe hỏi nè, cái hôm bữa đó là cái bữa gặp nhau ngoài đường á, thím lấy chiếc nhẫn tôi thím đeo đó, nhớ không? Nhớ không? Nhớ. Rồi cái thím có khi nào thím quên mang gì không? Chiếc nhẫn tôi mất rồi. Ủa chị kiếm kỹ lại coi sao tự nhiên nhẫn của chị mất rồi, giờ sao chị đi hỏi tôi? Thì kiếm kỹ lắm rồi không có hả, mà chị không có ai đeo chiếc nhẫn của tôi hết trơn, chỉ có bữa đó thím đeo chiếc nhẫn tôi thôi à. Chị hai, chị nói gì mà chị nghe được hả chị hai? Bữa đó tôi có mượn chiếc nhẫn của chị, tôi đeo thử rồi tôi lột rồi tôi trả liền cho chị mà. Nhưng mà tôi nói là bây giờ tôi thím có mang về nhà thì thím em trả tôi đi. Trời có rồi mà có mày sao mày mệt quá chị giờ có nói nhiều nữa, bây giờ chiếc nhẫn tôi đâu, kiếm ra đưa đây cho tôi. Trời giờ sao giờ có chiếc nhẫn tôi mất rồi, nó không có nhà tôi thì chắc là ở nhà chị. Chị hai, chị nói chuyện cho đàng hoàng lại chị hai. Trời ơi, tình làng nghĩa xóm bao nhiêu năm nay tối lửa tắt đèn mình có nhau, rồi bây giờ mất đồ cái tự nhiên chị nghi cho tôi. Chị thấy nhà tôi có thiếu tiền thiếu của không mà tôi dòm ngó cái tài sản của chị đây nè. Không tin á thì chữ cứ kêu thằng Bảy Cò qua nhà tôi lục hết lên coi có chiếc nhẫn của chị không. Ôi ơi. Cái cọng chỉ cột chiếc nhẫn đây mà. Chiếc nhẫn đâu? Kỳ ta. Má, má kiếm có chị má. Mà hồi nãy á, con nghe là má ghi lộn thím tư ớt phải không? Vậy là thím tư ớt lấy phải không má? Ê Tám. Hả? Mày mới nói gì vậy? Tôi nghi là thím tư ớt lấy nhẫn của má đó. Mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ sao mày nói thím tư lấy đồ của má? Thím tư tuy là người lùn nhưng mà có cái giọng cao, là không phải nằm trong cái tớp người xấu, biết không? Trời ơi, hiểu rồi ha. Hở ra gì cũng binh thím tư, chút cũng binh thím tư, hiểu rồi ha. Im mày. Im hai đứa. Cãi tối ngày. Nghe hỏi nè. Dạ. Hỏi là phải trả lời đàng hoàng nghe không? Dạ. Một trong hai đứa, đứa nào dám cả gan lấy cái chiếc nhẫn của má, trả liền ra đây với tao mà phát hiện một cái là chết với tao. Má! Mày chửi tao hả? Con! Má nghĩ sao vậy? Đồ của tía tặng cho má, tụi con vui được chết. Nghĩ sao vậy? Má nói cho tụi con lấy đồ của má. Giờ hai đứa mày không lấy, tại sao cái cọng chỉ này nó mắc trên kia? Đó, nó mắc trên cái quai tủ kia. Đó, vậy thì cái cọng chỉ nó nằm trong nhà, không phải người trong nhà lấy chiếc nhẫn vậy chứ ai vô đây lấy. Con mà lấy chiếc nhẫn của má nha, là cho con á khang tiếng, tắt tiếng, khỏi làm ca sĩ luôn đi. Dạ. Con cũng xin thề luôn á nha, nếu mà con có lấy hả, cho con é dạ luôn á. Câu này thề hơi bị độc à nghe. Mày nghe, mày thề kiểu đó tao nói con hai nhái nghe. Con còn thề độc hơn, tại vì con đâu có lấy đâu. Nói hay quá ha. Giờ đứa nào lấy trả đây cho tao.
Con không có con đâu. Vậy chứ mất ở trong nhà này, hai đứa bay không lấy cho ai lấy? Không có lấy mà cứ nói. Không lấy sao mất? Con có lấy đâu không biết. Ừ, có chuyện gì vui quá vậy? Xin chào, chào tất cả các bạn trẻ, một bạn già. À, các bạn ở nhà đón tôi về phải không? Đón tôi đi đám giỗ về đem bánh cho các bạn phải không? Đây, có mấy bạn bánh không? Bánh cá. Hả? Ông đi gì mà ông đi dữ vậy? Hả? Ông bước ra khỏi nhà là như chim sổ lồng, đi không biết đường về luôn. Đi mà tới giờ này mới về. Ủa bộ ở nhà bà ăn thuốc nổ TNT sao gặp tôi về cái nổ liền vậy hả? Tại má bị mất đồ á tía. Mất gì? Má bị mất chiếc nhẫn mà tía tặng cho má á tía. Mất chiếc nhẫn hả? Dạ. Nhẫn nè. Hả? Trời đất ơi, đâu vậy? Trời ơi, chiếc nhẫn tôi nè. Đấy nè, đúng rồi. Chiếc nhẫn má nè con. Nè. Trời đất ơi, đấy nè, trời ơi, kiếm quá chừng quá đất luôn. Ủa sao ông giữ vậy? Bữa tôi nghe bà nói bà đeo rộng. Rồi bữa tôi đi á, tôi thấy bà để đầu tủ. Tôi xách ra tiệm vàng cho người ta bóp lại luôn. Làm nãy giờ á, má nhà má cứ khăng khăng nói là tụi con lấy của má không có tía. Bậy à. Không những vậy mà còn nghĩ xấu thím tư. Bậy à nghe, cái đó bậy à. Cái gì cũng phải từ từ à, cũng phải xác minh cho nó rõ ràng à. Chưa gì hết nghi người này người kia. Tội chết á, tội lúc đầu lúc cổ đó. Tại chiếc nhẫn ông tặng tôi quý quá, tự nhiên nó mất ngang hông vậy, tôi nghi bậy bạ chút nữa mà. Nghi thì để trong bụng, chứ còn la làng lên kiểu đó. Mất mặt chú thím tư, rồi bà con ở đây nè, người ta nghĩ thím tư sao? Tôi ăn nói sao đây? Bà biết bà con xẻo lá mình, tuy là nghèo, nhưng mà từ xưa tới giờ, có mang tai mang tiếng gì không? Cái xóm này có mất trộm mất cắp gì không? Nói cái gì mình cũng có suy nghĩ, đắn đo cho đàng hoàng, lớn rồi. Biết rồi. Tôi cũng biết lỗi của tôi rồi. Cho nên là nếu mà chị không có thôi thì thôi, bỏ qua cho tôi xin lỗi. Mà tánh tôi sống nào giờ mấy chục năm nay, chị có thấy tôi lấy không của ai cái món đồ gì chưa? Thì thôi, thì tôi xin lỗi rồi mà, bỏ qua cho tôi đi. Biết lỗi rồi, xin lỗi mà, đừng có giận nữa mà. Bận tại ông. Cầm đi thì nói đi, nói cho tôi biết. Đi cầm im ru không nói tiếng nào, ai biết được nào. Nói cái gì, bà đang ngủ. Tôi kêu bà gì? Mà căng nhằn nhức đầu lắm. Gì vậy trời? Bộ bữa nay tính hóa thân thành cô tắm ngày nay hả? Trời ơi, ngồi lửa từng hột đậu. Trời đất ơi, bởi gì ta nói. Anh Bảy. Mày làm gì vậy Tâm? Thì em thấy nó chuẩn bị lọt ra ngoài á, cho nên em lượm vô giùm anh á. Xạo ha. Hèn chi bữa giờ tiền của tao nó bị thất thoát hoài. Tao phải bài mưu tính kế bây giờ mới bắt được quả tang. Nè. Anh đừng có nói bị bạ nghe chưa? Có bằng chứng gì chưa mà nói tôi lấy tiền anh? Thì mới đây nè, cái này là bằng chứng nè, vật chứng nè. Ủa thì nãy tôi nói rồi, nó chuẩn bị nó rớt ra cho nên tôi nhét giùm anh thôi. Ủa nhét vô sao mà chạy đi? Thì tôi quên. Quên không, bây giờ không nói nhiều, đi theo tao. Đi đâu? Trời đất ơi, anh đừng có nói là anh đưa tôi lên công an nha. Anh em trong nhà mà anh chưa bắt quả tang tôi có lấy gì của anh đâu mà anh đòi bắt tôi lên công an. Khùng quá, anh em nhà nghĩ sao đưa mày lên công an đó, đưa ra tòa án hả? Anh thâm độc hơn vậy luôn. Trời đất ơi trời. Trong khi đó có thấy tôi ra lấy tàn anh bạc nào đâu mà anh tính đưa tôi lên tòa án. Tòa án hai lúa. Tao nói cho tía biết ha, là mày ăn cắp bóp của tao, để tía xử mày làm sao.
Tía biết mày làm cái vụ này hả, tía quýnh nát đít mày luôn. Tía không quýnh mày nát đít thì tía cũng phải là tía của mày nữa. Anh Bảy. Vậy thì anh em mà em cũng nói thiệt với anh luôn, thì em cũng muốn mượn số tiền của anh để mà làm ăn xin lời thôi mà, rồi từ từ em giàu có em trả lại cho anh. Đợi lâu lắm rồi đó. Tao thấy mày sanh chuyện không à, chứ xin lời gì. À mà mấy bữa nay á anh lựa đậu được nhiêu tiền rồi đưa cho tôi đi, tôi cho người ta mượn vốn một nha mà lời tới 4 lần đó. Bỏ nha mày, bỏ cái tính là gì? Cho vay nặng lãi đi nghe chưa. Bây giờ mày ngồi lựa đậu với tao đi, chung hồi tao giao cho bà hai ở bên chợ Chùm Hổm. Ủa thì đậu của anh lựa, anh kiếm tiền anh lấy tiền anh xài chứ bộ tôi ăn đồng bạc nào sao kia tôi lựa. Giờ lựa không? Không, không lựa. Tao mét tía, tao nói tía mày ăn cắp bóp của tao, mày tao nằm ngủ mày móc bóp của tao coi tía xử làm sao. Thôi được rồi, lựa thì lựa. Thiệt bực bội ghê luôn á trời. Bây giờ tám lại thành tấm rồi nè. Bụt ơi là bộ. Alo, tôi nghe nè. Ê Tám, có tiền chưa? Ông báo ông cần gấp nè. Tôi đưa game cho ổng. Chỉ cần 1 triệu là 1 tháng thu về 300 ngàn ngon ơ. Có không? Ê, mà bây giờ thí dụ như tôi góp 15 ngàn ngày là 1 tháng tôi được nhiêu vậy? Bớt giỡn đi. Không có tiền thì thôi. Tao đi kiếm mối khác. Mừng ăn dễ như chơi mà không chịu làm đừng có tiếc nuối nghe. Ê, từ 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 tôi kiếm được mà. Ê. Tình luôn á trời. Biết bao nhiêu mối kêu mình đi làm á, ngồi không chỗ mà có tiền ăn. Tự nhiên á, không biết trời phạt hay sao. Ngồi làm bá tào lao này. Cà phê 10 ngàn. Đã tiền liền luôn nè. Trời ơi, lấy có 10 ngàn bạc mà mày làm gì cột dây thế ghê vậy. Ê, có cần tao cho mượn sợi dây thần kìa, cột cho nó chắc. Thôi vậy được rồi, mất công người ta để ý. Mà cô Hồng chưa nghe nói người ta nói câu này hả? Cái gì không quan trọng bạn giàu hay không, mà quan trọng là ở điệu bộ của bạn có giàu hay không. Ủa rồi ngó coi điệu bộ có giàu không để làm chi vậy? Để mời ăn trộm tới hả? Hay là giờ tao kêu mày là đại gia được không? Dạ thôi em vô nha, anh đại gia bị cò. Đặt mấy ngàn bạc. Trời ơi. Thiệt không? Sống trong nghiệp cảnh người ta mới biết phấn đấu dương lên. Có thằng em tay chân nó tái mái, bởi là mình cũng biết phản ứng đề phòng cao. Để coi lần này làm gì được đây. Công nhận cái chiêu của mình hay thiệt.
chiến này tao cho mày lựa đầu mỏi tay luôn, có tay chân mày còn tái mái được nữa không? Cái CPU với cái màn hình máy tính bán được nè, cũ rồi. Được á. Cái vàng mai thôi, bán ba chữ chết luôn á. Để coi có gì không. Giấy dụng này bán được nè. Còn đây có gì không. Bán luôn. Mắc dịch này đi đâu không chịu làm trời. Hai, ba, bốn, năm, sáu, hai, năm, bốn, năm, mươi, chín. Ê Tám, ở đâu mày có tiền vậy? Nè, cái tiền là tự tôi kiếm ra nghe chưa, chứ không phải tiền của anh đâu. Mày làm gì ra tiền? Trời, anh nói chuyện nghe dư thừa quá à. Tôi sinh ra là cái đầu tôi để kiếm tiền để làm giàu, chứ không phải như anh mà ngồi lựa từng hột đậu. Đúng rồi, mày làm giàu từ tiền của tao không? Hồi nào giờ mày không lấy á, bây giờ tao cũng giàu sụ rồi. Mày lấy của tao không? Mày trả lại. Mày chôm chứ không phải chôm chứ trơn á. Trời đất ơi, làm gì anh buông con, làm gì níu kéo tao vậy? Trời đất ơi, lấy cái gì? Mày lấy tiền của tao, mày trả đi. Nè, anh đừng nói tào lao nha. Cái tiền là tiền chính đôi tay mồ hôi nước mắt của tôi kiếm ra, chứ không có liên quan tới anh đâu mà anh đòi. Mồ hôi con khỉ khô, tiền mày chôm của tao thì có. Trời ơi trời, cái tiền này nè là tôi cực khổ từ trưa tới giờ tôi bán ve chai được đó, hơn 50 mấy ngàn đây nè. Vậy mà còn đỡ hơn anh đó. Anh là còng lưng trốn mắt ra từ sáng tới chiều, lựa từng hột đậu, lựa tới Tết Congo luôn mà kiếm được có 15 ngàn à. Bởi vì tôi nói á, thông minh muốn làm giàu hay không là nhờ cái này nè. Mày bán vô chai hả? Ừ. Vậy mấy cái hộp thiết ở trong mày bán luôn rồi hả? Bán luôn. Tại vì á, mấy cái hộp thiết cũ rồi, tía má không có xài, để trong tủ làm gì cho nó bừa bộn. Cho nên á, tôi gom lại tôi đi bán, vừa dọn dẹp được nhà cửa mà vừa có tiền xài nữa. Không chừng tía má khen tôi nha. Tám ơi, mày giết chết tao rồi. Làm gì vậy trời? Bán về chai chứ có giết chóc giỏng đồng bóng la làng ấy vậy? Trời ơi, 3 năm trời, 3 năm trời để dành được 2.500.000. Đành lòng nào, Tám nó bán 58 nghe. Ai có dây chai sao nhôm mũ bể gì bán không? Ai có dây chai gì bán không? Mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Mày khờ? Trời ơi, bố mày khùng hả? Bố mày khùng sao? Trời ơi, mày hết chuyện mày cướp rồi, mày cướp xe dây chai của tao. Mày muốn cái gì á thì tao dẫn mày ra giữa. Rồi mày muốn thích cái gì mày lấy cái đó. Dạ không, con không có cướp. Mà con chỉ lấy lại đồ của con thôi. À, ý mày nói là tao lấy đồ của mày á hả? Dạ không có. Chứ sao? Dì Năm, sớm giờ á, dì Năm có ghé bên nhà con mua mấy cái hộp thiết của thằng Tám không? À, mấy cái hộp thiết mà thấy gớm á hả? Dạ đúng rồi, nó á. Trời ơi, tao đâu có ngu mày. Mấy cái hộp thiết á, thấy ghê lắm. Mà mua á, về nặng xe tao thôi mà bán được đâu có nhiêu đâu. À, rồi giờ nó đâu rồi ta? Giờ á, mày trả khảo tao xong chưa? Mày để tao đi bán được không? Dạ, Năm đi bán đi. Đâu rồi ta? Thôi, Năm đi nha. Dạ, Năm đi bán. Mua bài bán đắt. Ai có dây chai mũ bể gì bán không? Trứng ngon á. Tao chạy mau. Mấy cái hộp sắt đâu đó đâu? Mua gấp rồi. Bây giờ á,
tôi nướng vào trong đây rồi nè. Anh có kiếm mà cũng không được gì đâu. Tao biết lắm mà. Tao nói không bao giờ sai. Chỉ có mày lấy mà thôi. Mày nuốt vô gọi không? Được. Mày đã nuốt thì tao cho mày ói nó ra nè. Nè 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 nè. Anh đừng vô duyên nha. Mày nè, mày đứng lại cho tao. Mày hả mày? Làm đi tôi. Mọt tao không chơi trò. Gượt đuổi với mày nữa. Bây giờ tao muốn chuột lại mấy hộp sắt đó, 500 ngàn được không? Anh nói thiệt hay nói chơi vậy? Tao không đôi co với mày nữa. Bây giờ tao muốn chuột lại 500 ngàn. Mày ối ra đây. Rồi, anh đợi tôi xíu nha. Mày làm gì vậy mày? Thì anh kêu tôi ối ra trả cho anh. Tao kêu mày ối là ối mấy hộp sắt kìa. Mấy hộp sắt nè. Tôi đi bán ve chai được 59 ngàn. Rồi tôi lấy 20 ngàn tôi mua hột gà tôi ăn cho đã thèm. Mày đừng có xạo nha mày. Cha bà nói là bà không có mua. Bà chê. Vậy nó đâu? Mà sao tôi thấy lạ nha. Mấy hộp sắt nó có vàng bạc châu báu gì trỏng mà anh theo anh hạch hỏi tôi hoài vậy? Thì trong trỏng nó có. Trời đất ơi, sao mình ngu vậy trời? Hồi nãy không có kiểm tra bên trong. Cái này là chỉ có mày biết thôi, chứ không có ai biết đâu. Nếu mà tôi biết á, thì lục bên trong tôi lấy rồi. Mắc mới thì tôi bán á, có 59 ngàn vậy. Vậy mày bán cho ai? Nếu mà tôi cho anh biết, anh trả tôi 1 triệu nha. 500 à? 1 triệu 600. Thôi giờ 800, giá chót, không có trả giá nữa. Thôi, 2 triệu rưỡi cho nó 800, vẫn còn 1 triệu 7. Giờ mà ngồi cãi thêm với nó, chắc người ta lấy hết luôn quá. Được, chốt giá 800. Đó, bây giờ cái chỗ này là cái chỗ cuối cùng rồi đó. Nếu mà không có tôi đi về luôn á nha. Ăn 800 của anh sao mà thấy khó nuốt quá à. Tại mày chứ tại ai? Tôi dụ được bả dữ lắm mới đồng ý mua đó nha. Tôi để hộp mới cho mày biết. Thử thử thôi. Tôi tại tôi không biết á. Chứ cái bà này bả mà biết một cái đó nha, cho anh ngồi anh khóc ròng luôn. Thôi thôi mày đừng nói nhiều quá. Bây giờ mày cầu nguyện tao cho tao kiếm được đi. Thì mày còn có tiền. Chứ không á, là mày trắng tay luôn á. Không biết ai trắng tay à. Ê, xin đẹp cho tôi hả? Dạ. Chị cắp chai đúng không? Nghĩ sao chai chai đi ăn cắp chạy. Chị đẹp, chị đẹp, chị bình tĩnh lại nha. Chị đẹp, chị nhận cái hàng này không? Họ hàng gì mà quen. Ủa, chị nói gì kỳ vậy? Hồi sáng em mới bán cho chị mấy hộp thiết, chị không nhớ sao? Mấy cái hộp đó đó hả? Mày á, dữ dằn lắm nghe chưa? Tao đòi mua 50, cái mày nói với tao á, tao trả 60, em cũng bán nữa. Cò kè cho đã, mày bán được 59 ngàn. Mày thấy tao mới đi mua, mày định lừa tao đúng không? Chị đẹp ơi, chị đẹp. Bây giờ em trả chị 60 luôn nghe. 60? Dạ. Là nghe. Hình gì? 70. Nè, kiếm luôn đi. Bán gì trai mà làm ghê vậy trời. Con không có. Chị. Chị đem nó đi đâu rồi? Chị bán chưa? Mẹ nói đàng hoàng đi cho. Mày bán tao như tao đem về tao đãi chưa có đưa vô vợ nữa đó. Mày kiếm mày giữ hả? Ở trong đó có vàng hả? Làm gì có vàng? Cái đó là chỉ là mấy cái hộp gia truyền được truyền đời này sang đời này sau, cho nên nó không có giá trị, nó chỉ có giá trị về tinh thần thôi. Đâu rồi chị? Trời ơi, đâu gì nãy giờ kiếm mà không có này thôi chứ bao nhiêu chuyện quá. Thôi, không có nói nhiều nữa, đưa tiền cho tao, tao còn làm chuyện khác nữa. Đem hết món này về đi. Cần là cần cái hộp kia thôi, mấy quỷ này em lấy chi? Đúng rồi. Hả? Ê, nó kìa. Cái gì? Mày làm gì? Tên của tao. Bắt cóc hả? Mày bắt cóc đúng không? Cái hộp. Mày muốn cái hộp sao mày không nói, mày bắt nó. Làm nó sợ kìa. Buông ra đi, trời ơi trời. Ê, trả tao hộp mày. Cái gì đó trả. Thôi. Mày buông tao. Bình tĩnh. Từ từ, anh Bảy. Mày đứng nói không được hả? Mày làm gì vậy?
Anh đã ra rồi chị. Anh Bảy, chị bỏ xuống đi, để em. Nó nghe nè nhóc, nó nghe. Qua đây với bạn. Ê nhóc nhóc nó nghe nè. Con ngoan ha, mấy cái hộp này của chú á, con trả lại cho chú đi. Cái chú cho tiền mua bánh ăn ha. Không, cái hộp này của con mà. Của tao chứ không phải. Thôi, không có sợ. Có má đây. Ê, có gì thì nói, mày làm gì ghê vậy? Chị hứa chị trả em mấy cái hộp đó của em á. Để đó. Má nói con nghe nè. Đưa này cho má. Trả cho hai chú nha. Má cho con cái khác. Nè, con nhìn đi. Thích cái gì lấy, má chọn hết. À. Nha. Không, con không thích đâu. Con chỉ thích hộp này thôi. Má nói con nghe nè, nghe lời má đi mà. Trả đúng cái này cũng củ mềm, có cái đồ chơi. Mày, má kiếm cái khác cho con chơi. Nha. Không. Anh Bảy. Gì? Nhỏ này nó biết lựa ghê. Tự nhiên hết hộp thì sao? Lựa ngay ba cái hộp này luôn. Trời ơi, tao lựa mấy cái hộp xấu nhất mà. Không biết sao, tại sao vô đúng gu của nó thiệt tình luôn. Con thì nó không chịu trả giờ sao? Chị không cảm ơn khỉ cô vậy? Hộp của em chị hứa trả rồi, giờ trả em đi. Thì hứa thì tôi hứa rồi. Nhưng mà giờ con tôi nó không thích trả. Mấy cậu đi về đi. Được rồi. Sao chị ích kỷ quá vậy? Chị có biết mình con của chị không vậy? Sao chị không nghĩ cho em? Con chị có nụ cười không? Con em tất cả khúc ruột luôn nè. Ý cậu sao? Sao kệ em đi, hỏi chi? Cái vụ gì nè? À chị ơi, bây giờ chị cứ đưa lại cho em đi rồi các em cho tiền bé ăn bánh nha con ha, được không? Không, chịu không? Không được. Đưa đi con. Mấy cậu ơi, tôi hết cách rồi. Thôi, mấy cậu về đi. 100 ngàn. 100 gì? 100 ngàn em chuột lại ba cái hộp đó. Ừ. Không đủ. Trời, có ba cái hộp sắt gì bỏ vậy, 100 ngàn cũng không đủ. Tôi đâu phải tôi muốn 100 ngàn của cậu. Hay là tôi nói vậy nè, cậu đi về đi. Con tôi nó mượn mấy này nó chơi vài bữa nó chán, tôi đem nó trả cho con nít mà nó mau chán dữ lắm. Trời ơi, đợi nó chán là tôi phá sản mất tiêu. Ý cậu sao? Sao con trả chú cái hộp con? Không, con không trả đâu. Cái hộp con đâu? Ê đủ rồi nha. Anh Bảy bình tĩnh, nó nghe nè, nghe đây. Cái hộp làm cái ghê. Con thích này lắm hả? Trời ơi, này đâu thích không biết nữa. Chị nói chị nghe nè. Hey. Hồi nãy á, chị nói là thằng bé này á, nó muốn đồ chơi mà chị không đủ tiền chị mua cho nó phải không? Vậy bây giờ nó thích cái gì? Nói đi, tụi em á, sẽ mua tặng cho nó. Xong rồi chị trả hộp cho tụi em ha. Chứ nổi tèo lâu thiệt luôn á. Mày nói chuyện rõ ràng chưa? Kỹ rồi mà. Sao ông ngò lâu quá, cái kiểu này là chung hồi nó khui ra là bánh chanh tới bẹ hết trơn luôn rồi. Ê. À, ông Tèo. Ông làm gì lâu quá vậy ông Tèo? Từ từ, kiếm gần chết. Bữa nay 7 thiếu già với 8 thiếu thờ mày đặt chơi siêu xe rồi nữa. Ông điều chuyện quá rồi, gọi xe đâu? Đây, siêu xe điều khiển đúng như yêu cầu. Rồi không có cái hộp rồi giùm tu luôn. Cũng nhiều hả? 30 ngàn. Trời ơi, 30 ngàn gãy ở sao? Nhà ông là hợp lý quá trời luôn á. Đâu có, 30 ngàn là tiền xe ôm. Còn cái siêu xe này là 1 triệu gử. Hả? Trời đất ơi, cái gì? 1 triệu gử. Cái gì? 1 triệu gử. Trời ơi, xe điều khiển mà. Mà tao đâu có đem đủ tiền đâu, tao mua thiếu 1 triệu. Ông không bán mày. Cái tao thông minh, tao nói là bán cho thằng Bảy Cò, còn chú Hai Lúa, cái ông bán liền mày. Trời ơi, mẹ có 2 triệu rưỡi, mày 800, còn 1 triệu 7, xe 1 triệu rưỡi, xong còn 200. Rồi sao không trả tiền xe ôm cho tao? Thiếu đi. Thôi đi giải quyết công chuyện này lên. Đi. Xe của bé đây. Thank you.
làm gì mày thập thò như ăn trộm vậy tám tàng? Má. Gì? Má không biết làm sao mà cái điện thoại của con tự nhiên cái nó tắt nguồn, tắt queo luôn rồi nè. Ngay đơ rồi con mở ra không có được. Chắc bị hư rồi đó má. Má, má cho tiền con đi sửa cái điện thoại nha. Tiền đâu mà cứ xin hoài. Mà điện thoại không biết xài kiểu gì mà tao nói nó xài mà nó hư sửa hoài không biết nữa à. Má, nó nhỏ nhỏ thôi, tí mà nghe được có tí chửi con vớt luôn á. Như là không có tiền mình xin ổng kìa. Nó nhỏ thôi má. Tối ngày cứ cắm cái đầu vô trong điện thoại không, không có mừng ăn gì được hết trơn á trời. Bởi vì thiệt luôn á, xin tiền mua điện thoại mới thì cũng cho, mà điện thoại hư rồi xin tiền để sửa cũng chửi nữa. Riết không biết sống sao cho vừa lòng với cái nhà này luôn á trời. Má. Gì? Con có ý này hay nè má. Tao không có tiền nha, không ý gì hết nha. Con thấy á, thời buổi bây giờ á, ai tao cũng xài điện thoại hết á. Ít nhất là người cũng một hai cái vậy đó. Rồi cái lâu lâu cái nó hư một chút. Cái người ta đem đi sửa. Nói hay quá. Vậy mày tự sửa điện thoại mày đi. Không phải, ý của con là gì nè. Con tính xin tiền tía má cho con đi học sửa điện thoại đi. Cái lúc đó ha, nhà mình á, ai mà điện thoại hư á, đem lại con sửa, không tốn tiền, miễn phí luôn. Với lại má biết không, một ngày mà con sửa chừng 10 tới 15 khách thôi đó nha, là con dư sức, con lo cho gia đình mình luôn. Ôi khỏi cần, tao không cần mày lo gì gia đình mày, miễn là mày không xin tiền tao là được rồi. Mà mày giỏi mày nói với ổng á, mày đừng nói với tao. Tao mà giờ tao đi nói với ổng chửi luôn tao bây giờ. Mệt máu hồi tối ngày có gì má cũng kêu tía hết. Thôi tự nói đi, mệt quá. Mệt gì đâu, gặp mặt là xin tiền, gặp mặt xin tiền. Điện thoại hư còn sao giờ trời. Sao vậy anh Bảy? Điện thoại hư hả? Thì khỏi xài. Ghê chiêu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bay. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra. Chào cửa giường xưa đã khoa kính từ hôm nào. Tôi dắt đôi chiêu bông từ dưới ghe lên xâm rẫy. Chiếc áo nhuộm bùn lâm tấm giọt mồ hôi. Chết cha, sao cúp nước rồi? Cúp điện hả ta? Bà cò! Tấm đàn! Bà cò tấm đàn ơi! Hai này nó điếc rồi sao? Trời Phật thánh thần thiên địa ơi! Hai đứa ở đây mà ở ngoài đó đó, tao kêu muốn rát cổ họng, không đứa nào ừ hử gì hết là sao vậy? Tía kêu mày kìa. Kêu anh thì có. Kêu mày thì có. Kêu anh thì có. Kêu mày á. Kêu anh. Tao kêu hai đứa hết á. Tao tối ngày á, cứ úp cái mặt vô cái điện thoại không à, không có lo làm ăn gì hết á. Dạ. Kêu tụi con có gì không? Tao đang tưới nước, tự nhiên nó mất nước. Kêu hai đứa ra phụ tía coi coi lý do gì nó mất nước, sửa tiếp tía. Mà không đứa nào lên tiếng hết là sao? Kìa, tía kêu ra sửa ống nước kìa, sửa phụ tía đi. Ủa sao mày không phụ? Tôi có biết gì đâu sửa. Nói đứa này cái sanh ảnh đứa kia, nói đứa kia sanh ảnh đứa nọ. Con người ta từng tuổi này rồi, làm cái gì đó để báo hiếu cha mẹ, công cha mẹ nuôi mình tới lớn, không có làm cái gì hết. Nói thì 10 cái thiệt hết biết tụi bay. Anh ơi, có nhà không anh ơi? Có gì không chứ chị? Quẩn hôm đi qua nhà ba gà quýnh với em dán cờ coi. Con nó mới đi Sài Gòn về, mua cái bộ cờ gì bằng đá đẹp lắm. Vậy đó hả? Rồi chờ tao chút nha. Ê cò. Dạ. Ra coi ống nước, nếu có hư á, kêu thợ tao lại sửa. Dạ. Tao đi công chuyện chút à. Đi chơi, mình nói đi công chuyện. Chú Chính, chào chú Chính. Đi ruộng mới về hả con? Dạ, đi sáng giờ, giờ cũng về. Anh hai có tụi bay á, đỡ biết bao nhiêu nói. Thì giờ tí con lớn tuổi rồi, giờ tụi con phải phụ tí con chứ chú Chính. Lớn rồi, phụ cho cha mẹ vậy á, điều đó là tốt lắm. Mà thấy bay rồi á, nhớ lời ba lít nhà tao, thì tao nản hết sức luôn. Chán chú,
chú nói làm sao chứ nghe nói là ba lít là chịu học nghề lắm luôn á. Ôi, nó nói cái miệng đó thôi, chứ nó mà học với hành cái gì. Ba cái chữ đó nó học cũng không xong, còn học nghề hả, nó học được 5-3 bữa thì cũng bỏ thôi. Ôi, nó mà làm được cái gì, tao rầu hết sức luôn. Rồi tía làm vậy luôn rồi đó. Trời ngộ thì sao tía cứ phá cái ngủ hoài tía. Tao riết tao hết nói nổi mày rồi. Ăn no rồi không có làm được cái nghề ngỏng gì mà coi cho nó được hết. Xách xe đi qua hàng xóm thấy không, quậy phá ghẹo hết người này người nọ cho người ta mắng vốn, rồi về tới nhà thì ngủ. Mẹ chỉ con làm cho coi nè. Con mới quét nhà rồi đó tía. Không có mần cái gì mà ra ôm vậy. Bởi thấy thằng Bảy Cò con cũng hay lúa, thấy con ta thấy mà ham. Con nhà này hết nói nổi. Cái gì tía? Sao mà tối ngày cứ lôi thằng Bảy Cò con nhà bác Hai ra rồi so sánh với con, rồi chửi con là sao? Mày thấy thằng Bảy Cò không? Học hết cái này tới học cái kia, mần hết cái này tới mần cái kia, giúp đỡ cho ông Hai lúa như vậy đó. Còn con nhà này mày nhìn lại đi. Mà thôi tía ơi, học hành chi bây giờ á, là quan trọng á là tư duy mình kiếm tiền thôi. Con giỏi sẵn rồi, khỏi cần học. Biết rồi, tao biết mày giỏi rồi. Thôi tía ơi, tự nhiên sáng sớm thì tía la ôm sùm cho người tía. Gì? Đúng rồi, mày ngủ giờ mới dậy cho nên mày mới nói là sáng sớm. Đâu mày bước ra mày dòm lên trời coi, phải trời đứng bóng chưa. Đây nè, sắp tới giờ cơm rồi, đi coi rửa mặt đi, rồi cái ăn cơm ha. Ăn cơm xong mà ngủ nữa, ngủ nữa cái dậy ăn. Còn rảnh rỗi thì xách xe đi, đi vòng vòng hàng xóm á, quậy phá đi. Trời ơi, người ta nói ông bà mình có ăn có ngủ mà sao tía kỳ quá à. Nè, tía nói cho mày nghe nha, đàng hoàng lo kiếm cái nghề gì đó, học cho tử tế đi, rồi mần với người ta, nghe không? Chứ đừng có lâm bông như vậy nữa. Tao tống cổ, tao đuổi đi ra ngoài cạp đất mà ăn đó nghe con, nghe không? Tao nói vậy rồi mày đi đâu á? Tía mới đuổi con mà. Trời ơi cái thằng, mày đi phải không? Mày đi phải không? Mày đi luôn nghe. Đừng có về đây nữa nghe. Sao chú đâu hôm nay không thấy nó ở nhà vậy anh? Nó đi lên Sài Gòn kiếm việc làm rồi, chứ ở dưới này đâu có chuyện gì đâu làm. Bây giờ con cái nó lớn lên rồi, đứa nào mà nó chăm chỉ làm ăn cũng mừng cho nó. Nhưng mà nó con gái con gú, anh để nó lên Sài Gòn mình vậy anh không lo sao anh hai? Trời ơi, nó lớn rồi, hồi nào mày canh giữ hoài cũng vậy thôi. Thời buổi bây giờ là thời buổi 4.0 rồi, bây giờ mày theo mày giữ nó hoài tới chuyện nó hư à. Còn đứa nào nó không hư mày cứ thả lan đi, nó cũng không hư á. Thấy anh hai vậy tưởng anh hai khó, chứ mà anh có cái nghĩ thông thoáng ghê luôn á nghe. Hôm qua đi ra ngoài ruộng về gặp Bảy Cò, cái nghe nó nói sắp tới nó ra nhà ông Hai Sơn ngoài xóm Vàm gì đó học nghề làm nấm phải không anh? Không rồi, mà nghe hai mẹ con nó bàn gì đó, mở chạy để trồng nấm trồng gì đó, mà không lại chưa nghe nói gì tới tao. Tao cũng có hỏi. Cái thằng thấy vậy mà nó giỏi ghê anh ha, siêng năng thấy bắt ham luôn á. Trời ơi, nhờ có mình nó đó mày ơi, tối ngày cứ lục đục kiếm chuyện này chuyện kia làm hoài cũng đỡ. Còn ông thì tối ngày ông đi ca đi hát, ông đi ẹo tới ẹo lui chóng mặt muốn chết. Mày về mày hỏi ông Ba Lít coi, nó có chịu đi học không? Nếu nó chịu đi á, cho nó đi với ông Bảy Cò luôn đi. Trời ơi, anh nhắc tới ông Ba Lít tôi nghe tôi rồng thêm đó anh ơi. Mày nói sao cho tao thấy ông Ba Lít nó cũng được lắm đó chứ. Được cái gì anh ơi, ở ngoài thấy nó vậy á
chứ mà thật sự nó có làm nên cái trò trống gì đâu. Tối ngày ăn rồi á, đi chọc ghẹo thiên hạ, phá làng phá xóm, bị bắn vốn hoài à anh ơi. Em ước gì á, con của em á, nó giỏi giống như bằng nửa con của anh thôi là em mừng lắm rồi. Trời đất ơi, sao đi mày ơi, đèn nhà ai nấy sáng. Trời đất ơi, mới qua nè, tao bắt đứng sắp hàng, tao chửi từng đứa, có đứa nào dám lên tiếng đâu. Thật ơi, con anh nó giỏi vậy, nó ngoan vậy, mà anh còn chưa hài lòng nữa. Gặp đám con của em á, anh còn rầu thêm nữa. Vậy mày đổi đi. Đổi là đổi sao anh? Con mày qua nhà tao ở, con tao qua nhà mày ở, đổ thử tuần lễ đi. Anh nói thiệt nghe. Ừ, thử đi. Chắc nghe. Ừ. Phải ha? Hai ba. Yeah. Rồi. Chơi luôn với anh. Cái gì? Hai đứa dọn đồ qua nhà chính chuyện ở một tuần lễ. Trời đất ơi, cái gì mà kỳ cục vậy? Yeah. Ôi, tự nhiên con mình đang ở đây, tự nhiên là biểu qua nhà chính chuyện ở là sao? Đâu có gì đâu kỳ. Cái gì cũng xong hết á. Bà yên tâm đi, bà cứ ngồi đó chờ. Trời ơi, ngồi yên sao được mà ngồi yên. Ông thấy vậy không có kỳ sao? Tự nhiên con mình đang ở đang yên đang lành thì tự nhiên biểu qua bên đó ở. Tía, sao tự nhiên tía đuổi con đi vậy tía? Thôi, con chịu ở với tía má à. Con chịu ở với ai hết đó. Đúng rồi đó ông, suy nghĩ lại đi. Tự nhiên đuổi con đi tội nghiệp nó chứ. Tôi không có đuổi đi, chứ ở bên đây tôi dạy không có được. Nói không có nghe. Đi qua bên nhà chính chuyện ở, để cho chính chuyện nó dạy. Thấy không? Tuần lễ rồi về, qua bên ở đi rồi biết đá biết vàng, rồi quay về đây nè, mới thấy ở với cha mẹ nó sung sướng cỡ nào. Con phản đối. Con cũng phản đối. Tôi cũng phản đối. Phản đối cũng vô hiệu, tao ký hợp đồng rồi. Tía ơi, con muốn rời xa tía má dù chỉ một giây phút. Một giây phút, dù chỉ một giây phút thôi tía. Một giây phút thôi, một giây nữa thôi là hai giây rồi. Dạ, con muốn mồ côi tía ơi. Tía biết sao không? Vì mồ côi tội lắm tía ơi. Đói cơm khát nước biết người nào lo. Dạ tía. Mày chù tao chết rồi hả? Ta còn sống đây mà tụi bay mồ côi gì? Dạ dạ con xin lỗi tía, con hát lộn. Không có nói tới nói lui gì hết. Tao đã quyết rồi. Một tuần thôi. Ký hợp đồng xong rồi, mai bỏ mụn cho thúng, bưng qua nhà chính quyền ở. Trời ơi, kỳ ơn gì đó. Không đi quán đổi gì, con ai lấy nuôi, kỳ thiệt. Sao trời, chuyện này mình hẹn hai cái đồng bọn của mình ra bàn kế hoạch mới được. Ui Ê đây gì vậy ba lít? Gì nữa? Hiền huynh, hiền muội, có nghe chuyện gì chưa? Chuyện gì? Thì cái chuyện quán đổi đó. Biết rồi. Mới họp gia đình xong. Ê, rồi giờ hai người tính sao? Tính gì nữa mà tính. Tía tôi quyết định vậy rồi thì phải xuôi theo chứ biết sao giờ. Cái nguyên nhân này xuất phát là ở tía má là đứng núi này trông núi nọ thôi. Thì bởi vậy, em đây nè, em thấy em là một đứa con hoàn hảo nhất trong bầy con luôn á. Thì mà tía má còn chưa hài lòng cái gì trời. Chứ nữa, còn tía tôi nè, hỏi gì cái mày có bằng con hay lúa không, có quạo không? Còn bên tôi nè, có khác gì đâu. Tối ngày cái hỏi cái mày biết nào mày được như con chính truyền, được như con chính truyền. Lúc nào cũng so sánh tía, bây giờ thêm cái vụ quán đổi nữa. Thì tình luôn. Mình bà Lích, không có cách nào không, mình phải chống đối lại mới được. Thì bây giờ đổi thì đổi, nhưng mà ngon không con? Dạ ngon. Cơm của má hai nấu là số dách. Ngon vậy ăn nhiều nhiều vô nghe không? Dạ.
Ngon. Ngon phải không? Ngon. Ăn nhiều nghe không? Con á, mà ở đây một tuần chắc con lên mười mấy ký luôn á má hai. Tình hình này kéo dài chắc bán nhà. Ủa tía hai, sao mà bán nhà vậy? Mình nói chuyện đi đâu ở vậy? Vô chùa ở. Ông người ta. Ông ăn đi ngồi thừ ra đó nói gì vậy trời? Ăn qua ăn lại có mấy món, ăn hoài, ăn riết quá cũ. Vậy chứ giờ muốn ăn gì? Gì cũng được. Gì cũng được. Miệng thì nói cái gì cũng được. Mà tôi mua cái món gì về ông cũng chê hết trơn á là sao? Trời ơi trời. Cục muối hay gì, muối hay gì mặn dữ vậy? Nói sao, sao mà ăn được? Muối ơi, này muối à. Mặn đâu mặn? Ngon quá chừng luôn mà mặn chỗ nào trời? Bà Lít. Dạ. Bà ăn mà thấy cơm canh sao? Con thấy ngon mà. Trời, má hai nấu là ngon hơn là tía con ở nhà bển nấu. Tía con nhà bển nấu ăn giỏi lắm. Đó, nghe nó nói không? Ông á là có phước lắm luôn á mà không biết hưởng. Mai có đồng minh rồi. Ừ, đúng rồi á, tôi có đồng minh. Chứ thằng Bãi Cò với thằng Tám Tàng mà ở nhà là nó theo phe ông à, chứ đâu dám theo phe tôi. Vì nó sợ cường quyền. Bãi Lít đâu sợ. Ừ, theo phe tôi á. Dạ đúng rồi. Con á, từ nhỏ lớn sinh ra, con là sống theo lẽ phải à. Cái nào ngon nó ngon, còn nào dở nó dở. Còn ai không ăn kệ người ta, đúng không? Dạ. Ăn nhiều vô nha con. Dạ. Ăn nữa đi. Ăn muốn ăn gì á, má hai nói cho con ăn. Dạ, con không ngại đâu. Mấy người không biết thưởng thức cho người ta nhịn đi. Con đi đâu hả? Vô ngủ, cho bà với ông ba Lít ăn cho nó ngon miệng. Ôi rồi bộ để bụng đói ngủ luôn hả? Thôi, đừng quan tâm tới tôi nữa. Chết cũng được nữa. Ủa đúng rồi, cho mày chết, cho mày chết nè, trời hay quá. Tấm Tàng. Dạ. Trời nắng đang tốt nè, con coi đổ bộ lúa ra phơi giùm chú đi. Lặng chiều đi trà gạo về nấu cơm ăn con. Ờ, dạ, thôi chú để đi. Con đánh xong trận này là con làm liền ha. Con chơi vậy khoảng bao lâu nữa mới xong? Dạ, khoảng nửa tiếng nữa là xong rồi chú. Nửa tiếng nữa hả? Dạ. Ừ, thôi vậy con chơi đi ha, để chú làm cho. Dạ, vậy chú làm giùm con nghe cho kịp nắng. Mà quên nữa, sáng giờ kêu con chăm giùm cho chú bình trà. Tới giờ vô không thấy nước nóng đâu, thấy bình trà lạnh tanh là sao? Ừ dạ, hồi nào tới giờ con đâu biết pha trà đâu. Pha trà là bển á má, con cái chị Sáu không pha không hà. Vậy á hả? Dạ. Ừ hiểu rồi ha. Dạ. Bởi tao nói mấy cái chuyện này á, hồi có ba Lít ở nhà. Ba cái chuyện này á, sáng sớm nó đã làm cho tao rồi. Ừ, mà Bãi Cò đâu rồi sáng giờ á, chú không thấy nó vậy? Ờ hình như là hồi nãy thấy anh xách cái lưỡi liềm anh đi ra ngoài vườn ngoài á chú. Nó xách liềm ra ngoài vườn hả? Dạ. Trời ơi. Ơ chú Chính. Bãi Cò mày làm cái gì vậy Bãi Cò? Dạ con đang chặt ba cây dại á. Dạ. Trời ơi sao mày chặt cây thú của tao? Hả? Ủa cây này cây này là cây thú hả? Trời ơi cây đinh lăng tôi trồng ông ơi. Cây thuốc chứ không phải là cây gì đâu mà sao mày chắc? Chết cha. Cây thuốc hả? Vậy mà con tưởng đâu ba cây dại con định đi phát quan cho chú để cho chú trồng cây ăn trái. Trời ơi đó. Một thằng thì chuyên môn đi phá làng phá xóm về ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Còn một thằng hở thì nó làm. Mà nó làm tầm bay tầm bạ nó làm nó không hỏi nó phá hoại của tôi. Trời ơi cây đinh lăng. Chết rồi. Thôi không được đi về bển đi. Về bển đổi lại, đổi lại. Ủa không được, không, trời ơi, không được chú Chính ơi. Mới có chưa hết tuần lễ mà. Một ngày cũng đổi nữa. Đi về, đi về. Thôi, về liền cho tôi. Đi. Vậy ngang. Thôi con nhà ai nó dạy đi ông ơi. Này tôi thấy cô bộ không quen à. Ừ vậy đi. Ừ. Ông. Gì?
mình vô ăn cơm đi ông. Chờ con mình nó về ăn luôn cho nó vui. Ba Lít đi nãy giờ cũng lâu rồi, tới giờ này chưa thấy về lắm. Ờ, chắc nó đang trên đường về chứ gì. Trời ơi, bữa nay biết trông con rồi ha. Trời ơi, tôi nói thiệt bà, nói vậy thôi. Chứ trong mắt của tôi, con tôi là số 1, không có cái gì qua con tôi hết á. Vừa ngoan ngoãn, lễ phép, biết nghe lời. Chứ đâu phải như cái thằng Ba Lít mà âm mưu, rồi chống đối, rồi cãi lại tùm lum tà la mệt chết. Trời, cái gì? Chống đối? Ôi, ai dám chống đối ông? Nghe mắc cười quá. Thôi, giờ tôi đi vô, tôi dọn cơm cho mấy đứa con yêu quý của tôi nó về nó ăn. Không thèm nói chuyện với ông nữa. Làm như tôi cần nói chuyện với bà lắm. Tôi chờ con tôi về tôi nói chuyện còn vui nữa à. Mấy nhỏ lâu quá ta. Ly này là của Hiền Muội nè. Ly này là của Hiền Huynh nè. Ly này là của Ba Lít. Ui! Ui! Ê! Góp ý nhỏ một cái nè. Sao sao? Mai mốt mày kêu đi. Sao vậy? Mày đừng thổi, thổi chim phú hào nước miếng quá. Ra nước miếng rồi mà không thấy nghe tiếng gì hết trơn. Tao thổi, tao lấy ký hiệu cho hai mày làm cái ghê vậy? Gảnh dễ sợ. Ê! Cái vụ đó làm sao rồi? Không được hả? Sao vậy? Thua hả? Thành công mỹ mãn. Từ đây trở về sau nha, là tí tôi là không bao giờ còn cái vụ con người ta nữa. Thì đó, anh em mình mà đồng tâm hiệp lực lại, trời thành công mỹ mãn luôn. Trời ơi, có liên mỹ nước sẵn luôn kìa. Được, chuẩn bị cho Hiền Huynh Hiền Muội đó. Cảm ơn nha. Từ đây trở về sau á, trong nhà tôi là không còn bao giờ cái câu mà thằng Ba Lít nữa. Làm sao dám nhát. Công nhận nghe chia Ba Lít hay thiệt luôn á. Trời ơi, Ba Lít mà. Ê, ủa Ba Lít. Gì? Tại sao thấy hít hoài vậy? Thì tao thích thì tao hít thôi. Hít để tao lấy không khí cho cái bụng tao nó no ra, để tao cười cho nó đã. Hít vô, hít nữa đi, hít nhiều vô, hít nhiều, hít nữa, 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 nữa. Tao mới xì hơi á. Hey! Chứ bà kệ, hôm nay tao không giận mày luôn, vui quá mà. Để chúc mừng cho sự thành công của chúng mình. 1, 2, 3, go! Trời đất ơi, ba má sanh đẻ làm sao mà đẹp trai dữ thần ôn trời, không hiểu luôn á. Trời cha, thằng Long xì ke. Ê, tao! Tèo! Quay! Làm gì vậy? Mày kêu tao hả? Thì ở đây tao, mày không lẽ kêu tao? Tao tưởng mày kêu ai, tao không có trả lời. Chở về em cái, cái chuyện gấp quá. Ây da! Ây da, Long ơi! Sao tự nhiên tao nhức gân quá, không ấy, mày kiếm xe khác giùm tao đi. Ây da! Nhức xuống cái tay rồi chạy xe hết nổi rồi, mày ơi! Thì tự nhiên nhức răng ngang xương vậy? Bây giờ ở đây có mình mày và tao kêu ai bây giờ? Đi! Trèo lên đi. Nhấc xe xuống chưa? Trèo lên đi rồi nhấc. Bạn đi, bạn đi. Cái gì nữa vậy? Đàn ông trai đừng có vịnh vịnh, buông ra đi. Mày làm gì thân nhau mà. Tại mày cầm mấy cây kim tao sợ quá. Mấy cây kim này có cái gì đâu nè. Nó còn mới cáo chưa có mở nắp nữa. Kim mới kim cũ thì tao cũng sợ chân mày ơi. Tao sợ bị kim chích lắm. Ông gì mà thiệt chứ. Rồi rồi, nón bảo hiểm vô. Đợi nón này đi, nón này tao mới mua. Ngồi xa xa ra nghe. Rồi ba. Đừng có vịnh nghe. Không vịnh sao mày xuống. Rồi đi. Thiệt tình. Xa xa kìa. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sao rồi? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi. Gọi gặp nhỏ nào á? Nhỏ nào? Cái gì nói thuê bao quý khách hiện không liên lạc được. Xin lại, gọi lại sao? Tào lao, tổng đài á. Bực bội thiệt.
Ủa mà có biết là nó hẹn ra làm gì không? Ai mà biết, tự nhiên nó gọi tao. Ê, có chuyện gấp, gấp rồi, tự nhiên cái tắt luôn. Biết chuyện gì đâu. Không lẽ là có chuyện gì ta? Chuyện gì, hồi nó ra đi rồi biết. Ai biết chuyện gì? Tụi bay. Cái gì vậy ba? Trời ơi, nước đây. Đã khác không? Đỡ rồi. Lát tính tiền nha, cho nó luôn ruột hồng ơi. Giỡn hoài. Tao vừa gặp một chuyện ngàn cân treo sợi tóc. Bình tĩnh lại. Chuyện gì nói nghe coi. Tao vừa mới trở thằng Long. Mày chở nó thì mày có khách thì mày có tiền thôi, chứ mày làm thấy ghê, giả bộ vô làm chuyện quan trọng để uống ly nước của tao hả? Cái gì vậy? Sao tụi bay tính mơ vậy? Trời đất ơi, tụi bay không biết là thằng Long nó là thành phần nguy hiểm, tệ nạn xã hội. Trời đất ơi. Rồi sao? Thì nó cầm cái... Mày điên hả? Cầm tay mày chi? Bộ nó yêu mày hả? Mày với tào lao á, nắm tay này nào. Nó đưa tao cái ông chích. Mà cái này là cái cây kim thôi đó. Còn cái ông chích bê lớn gì nè. Trời ơi trời, nó chích không phải là một cây, nó cầm một nùi luôn. Ghê vậy? Cái nó còn khiều khiều tao nữa mày ơi. Ủa nó xài ống chích tới đồ sỉ luôn á hả? Tao chở nó, tao ngồi chạy xe mà tim tao đập đùng đùng thiếu điều, tim muốn rớt xuống mương luôn á mày. Mà rốt cuộc mày có bị gì đâu? Thì tao thông minh mà. Tao thấy gì cái tao lấy điện thoại ra, tao gọi cho chú Hai liền. Con gọi đặng con nói với chú Hai là con sắp sửa chở thằng Long. Long xì ké á. Gì? Tao nhớ rồi. Tao nghe người ta đồn nó trên Sài Gòn đi ăn cướp người ta, rồi chích xì ke ma tí, ở tù mới về. Mày chạy xe ôm, coi chừng có ngà nghe mày. Vậy là tao còn hên, nó chưa ăn cướp chiếc xe của tao. Mừng quá. Tèo. Cái gì? Mày đổi nghề đi. Tào lao. Tao nói cho mày biết, cái nghề là cái nghiệp. Tao là mắc cái nghiệp chạy xe ôm. Đâu phải ai muốn chạy xe ôm được như tao chạy được đâu. Chỗ anh em thương mày tao mới nói, mày chạy xe ôm nó đâu có ổn định đâu, kiếm cái nghề nào khác ổn định tao làm. Cái nghề gì mày nói nó nghe nó mới biết được chứ. Phụ hồ, nó ổn định hơn, lương ngày. Thôi không được đâu mày ơi, tao có biết làm gì với chổng đâu. Lỡ vô chổng xi măng cát đá khói bụi nó dính vô trong mặt, dính vô trong tóc tao rồi mất đi giấy đẹp trai của tao sao? Mày kêu ba giai đi theo chải đầu cho mày. Mày rảnh quá. Mà thôi, tao thấy là đổi nghề cũng phải là cách. Cái chuyện thằng Long xì ke, người trong xóm với nhau đi tới đi lui không lẽ không chạm mặt nhau, đúng không? Đúng rồi. Chết rồi, giờ sao? Tính sao gì nữa? Gặp mặt là né chứ sao? Ê ba giai, câu cá hả? Đó. Ê, alo, dạ con nghe tía. Dạ con đang câu cá ở gần chỗ mé sông nhà mình á. Tía sáng nhà tía có khỏe không tía? Dạ khỏe hả tía. Dạ rồi. Ủa vậy ông Tám hàng xóm mình khỏe luôn hả tía? Dạ con biết rồi. Để coi cậu mưa chừng nào lấy vợ tía. Ủa vậy hả? Ở thằng Út, vợ Út đẻ con trai hai con gái gì tía? Con gái hả? Trời ơi, đã quá. Dạ rồi, con biết rồi tía. Dạ. Nó câu cá mà, nào câu cá xong con về tía. Dạ rồi. Dạ. Ê, ba giai. Ê, mày điên hả? Mày đang câu cá đó nha. Mày thấy tao hả? Alo. Dạ con về tiếp. Dạ con biết rồi, biết rồi. Dạ. Dạ. Chứ chưa có cá mà. Dạ. Để coi. Đây nấu gì ta? Tía. Gà kho sả, vịt kho gừng. Anh Bích La thích vịt kho sả, gà kho gừng. Chết rồi, mình không hiểu
gia đình này nó xộn lộn, ý lộn nó lộn xộn dễ sợ. Nấu rau luộc đi cho chắc. Anh Long. Ủa, Út Hân phải không? Trời ơi, xẻo lá này có mình em tên Hân rồi đó. Trời ơi, dạo này càng ngày càng lớn càng đẹp ra nha. Ủa mà, lâu quá mới gặp anh luôn nha. Dạo này nhìn anh thấy gớm dễ sợ. Không phải, thấy anh đẹp trai dễ sợ. Bé khoái giỡn đâu. Mà anh về nào vậy? Anh mới vừa về được mấy hôm rồi. Anh về với tía má anh luôn hay sao? Đợt này anh về có một mình thôi à. Chắc anh ở đây luôn, anh không muốn lên Sài Gòn nữa. Coi anh ba lít sao rồi? Đi! Gì vậy? Đi! Đi đâu? Đi về, ba lít. Anh đang đi chợ mà. Nhà mình bữa nay không có ăn uống gì hết á, đi. Anh tào lao quá, tía mới xài em đi chợ. Tía mới điện cho tao nè, nó nhớ mày quá, bây giờ phải kêu mày về gấp, đi. Xạo không à? Mày không nhớ tao hả? Ai đây? Tao Long nè. Long nào? Long ngày xưa chơi chung với mày đó. Long nào đó? À, Long xì ke. Long nhà có chiếc ke. Thằng. Ê, chiều nay rảnh đi uống cà phê đi. Lâu rồi anh em mình không gặp nhau. Trời ơi, cái gì vậy trời? Anh bị gì vậy? Mày sao vậy? Không có gì hết. Thôi vậy ngày mai uống cà phê nha. Bận luôn. Ê, thôi ngày mốt đi. Bận luôn, lịch nguyên tháng này bận hết, không có ngày nào rảnh hết trơn á. Thôi vậy bữa nào tao rảnh tao qua nhà mà tao chơi nha. Chuẩn bị bán nhà luôn rồi. Ê xạo bán nhà nào. Đi thôi nha. Đi về đi. Trời ơi có sao không vậy? Té chỗ nào tự tao đứng lên chỗ đó. Anh làm gì vậy? Anh bỏ em ra con ơi. Đau muốn chết luôn à. Ủa? Tỉnh. Sao con nói đi chợ rồi sao không đi mà giờ quay về vậy? Thì con đang đi, gặp ảnh lôi con về. Sao lôi em về vậy? Bữa nay nhà mình khỏi có ăn uống gì hết trơn á. Lý do? Tiên có biết nó đang làm cái chuyện gì không? Chuyện gì? Em có làm gì đâu. Nó nói chuyện với trai đó. Ê, em nói chuyện nào? Anh Long với bộ. Anh Long không? Tao thồn cái cắn trỗi vô họng bây giờ nè. Anh Long là anh Long nào vậy? Trời ơi, là cái thằng Long hồi nhỏ nó ưa chạy qua nhà mình chơi nè tía. Tía nhớ rồi. Cái thằng Long con của anh chị Sáu đó mà. Hồi đó nhà nó ở đây, sau này lên Sài Gòn rồi. Tía thấy mấy bữa nay hình như nó về đây nó thăm lại xóm cũ của mình phải không? Dạ. Cái thằng. Trời ơi. Vậy mà nó làm như là cái chuyện gì đâu. Thì anh em lâu lâu cái thằng kia nó về nó gặp con Hân. Hồi nhỏ nó ở đây nó cũng biết con Hân. Thì giờ nó gặp nhau, anh em nó nói chuyện, hỏi thăm nhau rồi vậy. Mày làm cái gì mà như là trái nhà vậy? Cái thằng làm hết hồn hết vía. Phải chi á, nó nói chuyện bình thường con không có nói. Tía có biết cái nickname của thằng đó là gì không? Là cái gì? Long xì ke. Long xì ke là sao? Trời ơi nè. Lú. Lú cái gì? Là nó chích xì ke hả? Dạ. Dạ thưa tía, vì cái sự an nguy của con quỷ nhỏ này. Ba cấm. Một, cấm mày nói chuyện với nó. Hai, cấm tới gần. Ba là để tao nhớ tao cấm mày sao. Nếu đúng ra mà nó vướng vô cái chuyện xì ke thì anh con nó cấm con nói chuyện với nó là cũng đúng đó con. Bởi vì người ta nói rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mà ma túy á, là nó là đen á, là mực á. Thôi tránh ra cũng tốt con. Chuyện này cũng lạ đó. Chứ tía nhớ hồi nhỏ ở đây là nó được tiếng là ngoan nhất sớm á. Còn anh chị Sáu hả, là gia đình rất là đàng hoàng, hiền từ lắm. Đâu có lý nào mà thằng nhỏ lại vướng vô cái đường xì ke ma tí ta. Con nói thiệt. Trời ơi, bây giờ nó lên thành phố rồi. Mà nơi thành phố á là nơi phồn hoa, đô thị, nơi đó đầy cám dỗ hết. Nó ra đường là nó sẽ bị dụ dỗ hả? Tía thấy vậy nè,
Nếu mà thật sự nó dướng xì ke ma túy đó thì con coi con lựa lời, con khuyên can, động viên nó đi cai đi con. Hồi nhỏ tụi bay chơi thân với nhau lắm, tôi nghĩ là con nói nó nghe đó. Ờ. Chị Tư, chị Tư. Chờ tôi với chị Tư ơi. Ủa, chị Chánh. Ê, đi chợ hả? Nói nghe, nói nghe. Nè, chị nghe gì chưa? Nghe gì? Trời ơi, thằng Long xì ke nó về mày đó. Tưởng gì chứ, tôi nghe nó về mấy bữa nay rồi. Trời đất ơi, nè tôi nói chị nghe nè. Nó chắc trên thành phố nó vượt cho nên nó mới trốn về quê đó. Trời đất ơi, nó về đây mà nó dụ mấy đứa nhỏ trong xóm của mình xì ke là banh cái xóm mình luôn á chị. Chị nói sao chứ, tôi thấy nó cũng tội tội. Trời ơi, tội cái gì chị ơi. Chị không thấy nó hả, thanh niên trai tráng gì đâu, người thì mỏng như cái tàu lá lúa vậy, xanh lè. Nó mà không xì ke mới lạ. Nói mà tôi còn nổi hết da gà luôn nè. Chị nói nó mỏng. Chị nhìn lại chị, chị có dày không chị Chánh? Trời ơi, chị thiệt á. Nhưng mà tôi là tôi lớn tuổi rồi, còn nó đang là thanh niên ngời ngời như vậy. Hồi xưa má của nó cũng chơi chung với tụi mình. Hơn nữa nó cũng trạc tuổi con hai nhái nhà tôi với con năm gạo nhà chị. Mình chưa có rõ thực hư ra sao thì mình khoan hả phán đoán nó dội chị. Chị nói tôi mới nhớ. Mà nè, sao nó về có mình ơn ta? Anh chị Sáu đâu ta? Dạ, con chạy 24, con chạy 29. Thấy chưa, lo đình chưa. Nhắc tới nó thấy liền đúng không? Chợ hả? Chào con. Chào con. Mà Long nè. Ủa con còn nhớ thím tư với thím chín hả con? Trời ơi, cái xóm xẻo lá này ai con lại không nhớ. Tự nhiên thím hỏi vậy con buồn dễ sợ luôn á. Ừ, nếu nhớ về rồi mà không chịu qua nhà thím chơi, rồi con tía má bị đâu xong gì à? Dạ. Mà thôi, không muốn nói thì thôi, bữa nào rảnh á qua nhà thím tư chơi nghe không? Dạ. Con của con hai nhái á, lúc này nó cũng lớn mộn rồi đó con. Hai nhái là mẹ hả thím? Ừ. Thời gian cho nhanh thiệt á. Nhớ ngày nào á tụi con á còn chơi chung với nhau. Rồi con đi đâu đây? Rồi sách cái gì đó? Dạ. Con đi mua mớ đồ rồi mà. Thấy chưa? Kim chích kìa. Làm gì vậy? Tránh ra cho em đi công chuyện con. Mở nhúc nhích, cái chổi rớt xuống đất. Quýnh mày một cái. Mà sao? Quýnh, quýnh. Đó. Tía về, con bé tía nè. Mệt ghê. Trong mặt quá. Tao đang ngồi uống cà phê, chưa kịp uống một ly nước trà cho nó ngon miệng nữa, điện thoại giật giọng một hai kêu tía về giải quyết công chuyện. Về đây tại sao không nói mà mày đi vòng tao nhức đầu luôn á. Có chuyện gì nói coi. Không có chuyện, con kêu tía về làm gì? Chuyện gì? Thì con nhỏ này nè. Sao nhỏ này sao? Tía coi đi, tía coi đi. Cái gì? Cái này là cái gì? Cái tay. Quên. Mày mút chích hai tay kìa mày. Nè, thấy chưa? Cái dấu này là dấu chích. Thấy chưa tía? Con nói mà tía không có nghe con đó. Nó đi với thằng Long đó. Bây giờ thằng Long rủ ghê nó chích xì ke nè. Thấy chưa? Vết này là vết mũi cắn. Mày chích xì ke. Tía, bây giờ mình dẫn đi xét nghiệm ADN đi tía. ADN là cái gì? ADN là cái gì? ANDN ADN. Nè, bộ mày nghi ngờ á, nó không phải con tao, nó không phải là em của mày, cho nên muốn đi xét nghiệm ADN đặng xác minh được phải không? Ủa, ADN là xét nghiệm di truyền hả tía? Máu mủ di truyền. Rồi còn xét nghiệm mà ma túy ma chuột gì đó là mình xét nghiệm gì tía? Dốt mà mày đặt nó chữ xét nghiệm cái đó là xét nghiệm nước tiểu. Đúng rồi, nước tiểu. Uống nước cho nhiều vô rồi tao dẫn mày đi xét nghiệm. Hai người quá à. Tôi đã nói cái vết này là vết mũi cắn mà. Hai người thích đi, hai người đi đây. Ok. Chị Tư, chị Tư. Chờ tôi với chị Tư ơi. Chị chợ hả? Tính ra chợ. Nhưng mà ra chợ kêu thợ về sửa ống nước. Tự nhiên ống nước nhà tôi bị bể. Ủa rồi anh Tư đâu, sao chị không kêu ổng sửa? Thôi, ổng mới biết làm gì. Phải chi con hai nhái nó có chồng, mấy cái việc này kêu hồng rẻ nó mần cũng đỡ chị hen. Ủa thím tư em chính đi chợ hả? Long,
Thiến cũng tính ra chợ nhưng mà kêu thợ về sửa giùm cái ống nước, tự nhiên ống nước nhà Thiến nó bị hư. Thôi để con qua con sửa cho. Được không hả mày? Biết làm không mày? Trời ơi, mấy cái việc đó con rành lắm. Mà con có bận công chuyện gì không mà qua Thiến mà sửa ống nước? À, hồi nãy con ra chợ con mua một ít đồ rồi cũng xong hết rồi. Gì vậy con? Gì vậy con? Mày lên cơn giữa đường vậy đó hả? Ủa, cơn gì Thiến? Mày lên cơn mày chích xì ke đó. Trời, con chích xì ke hồi nào? Vậy chứ mày lôn chích ra làm gì? Không phải là mày chích tại chỗ hả? À, mấy cái ống chích này là con mua về con chích cho đàn gà nhà con. Bữa giờ nó cứ bị bệnh hoài à. Rồi hai cái ống chích bữa trước. Dạ đúng rồi, con chích cho gà đó Thiếm. Ủa vậy nè, hôm nay giờ mày chích gà đó hả? Dạ. Trời đất ơi, vậy mà tao tưởng. Thôi đi về nhà Thiếm sửa giùm tí ống nước. Thôi chị đi chợ mình chị đi nha. Rồi, nên đi về sửa ống nước cho tôi. Đi về con. Ờ Thiếm Tư. À, Long. Con sửa hết rồi đó. Xài được rồi. Xong rồi hả con? Dạ. Thôi ngồi uống nước đi. Giỏi ha, biết sửa ống nước được nữa ha. Mấy cái chuyện này chuyện nhỏ mà. Thôi, con về, bữa nào con qua con chơi với gia đình lâu hơn. Ủa, vậy chứ con không có về lại Sài Gòn à? Dạ, con về đang con ở luôn rồi. Con về ở luôn? Dạ. Nghe Thiếm hỏi nè, sao mấy bữa nay không thấy tía má con về chơi vậy? Rồi mấy bữa trước Thiếm hỏi sao mà con cứ lúng túng hoài vậy con? Có chuyện gì không? Con nói cho Thiếm nghe coi. Dạ. Tía má của con ly dị rồi. Ly dị? Tía của con có người khác rồi. Cho nên má con chịu không nổi. Má con cũng bỏ đi luôn. Con sống ở Sài Gòn có một mình ạ. Con cứ suy nghĩ hoài. Con buồn nên con quyết định con về đây. Ừ. Thôi, con cũng đừng buồn nữa. Dạ. Cứ về để ở đi. Hàng xóm xẻo lá mình cũng tốt lắm. Thôi con về để ở luôn đi nha con. Đó, bởi vì chẳng trách gì nhỏ tối ngày nó ru ru mình. Nhìn nó giống như thằng nghiện xì ke vậy đó. Bởi tao nói thấy không, bà thiếu tiền thiếu bạc á, thì làm kiếm tiền lợi dễ. Còn cha mẹ mà không có thì khổ lắm, sao kiếm được đúng không? Phải khổ không? Rồi không khéo được cái rồi mang cái bệnh trầm kha đó. Ủa? Bệnh trầm kha là bệnh gì vậy không? Ủa, lộn, tôi lộn, bệnh trầm cảm. Trầm cảm? Ừ. À, xì chét đó phải không? Không biết mày đặt dùng nhân chung chứ giữ vô, xì chét. Ông nói cũng có hơn vậy tôi đâu. Mà thôi, chết chiếc gì cũng kệ đi. Mà tôi hỏi nè, trầm cảm á là phải cái bệnh mà nó ít nói, nó sống cô lập một mình nó, rồi nó nghĩ quẩn, rồi cái nó đi tự tử đó phải không ông? Đó là cái bệnh đó. Trời ơi, tôi chết rồi. Chết rồi, cũng may cho nó nghe ông. Cũng may là nó biết tìm về hàng xóm mình hen. Thôi, giờ tôi nói ông nghe nè, nó cũng như con nhái nhà mình. Thôi mình coi có gì thì giúp đỡ cho nó, để nó khỏi bị chát. Với lại mà nó không có bị sa đọ vô cái tệ nạn ông ha. Bà nghĩ chắc cái người dân xẻo lá mình chắc dễ dính vô tệ nạn quá. Nói gì thì nói chứ làm gì. Chẳng có sao không? Sao gì? Làm gì? Nó làm đi. Trời ơi. Trời ơi. Út Hân, em có sao không vậy? Đau quá. Đâu, để anh coi. Ây da. Từ, cố lên. Chắc là bị chật chân rồi. Thôi, cố lên. Để anh đi em về. Vậy thôi. Anh biết rồi. Ôi anh bóp chơi nó, ở dưới có đau đâu mà bóp hoài. Trộm hả? Ây da, trời ơi. Hình như có tiếng con Hân, nó đang rù rì với ai trong nhà. Đau lắm hả? Vậy thôi. Anh biết rồi, sắp xong rồi. Nó sắp xong rồi kìa. Cái này kia vậy? Vô quý. Dạy con công chúa. Dạy con mẹ. Dẫn cái gai vô nhà hả? Mày tù tiên tao đi nữa hồi nào? Dẫn hồi nào? Tao
Ai coi mày trả lời hả? Mày mày thấy em tao dễ thương rồi mày vô mày mày nữ luôn mày không? Tao có con có đâu trả lời hả? Phải không? Tao sao mày không trả lời? Ơi với anh con á, nghe hết rồi. Tại sao con hư quá vậy hơn hả? Trời đất ơi, hai người hiểu lầm hết rồi. Lầm là lầm sao? Anh chỉ sức dầu với con thôi mà. Sức dầu? Bị gì mà sức dầu? Hồi nãy con đi chợ con bị chật chân, anh đỡ con về nhà sức dầu với con mà. Ui da. Ủa vậy hả? Anh á, anh không hiểu đầu đuôi gì hết trơn á. Làm rần rần à. Bởi vậy cái thằng này nó hồ đồ vậy á, làm tiếc cũng liệu theo nó luôn. Vậy trời, ai cũng đổ thừa tôi chứ trời. Ủa mắc cười quá à. Không đổ thừa anh đổ thừa ai? Anh Long có làm gì anh Đông mà anh làm gì mà kỳ thị anh dữ vậy? Nó chết xì ke. Tao chết xì ke nào? Ủa vậy sao mọi người trong cái xứ xẻo lá này mà gọi mày có cái nickname là Long xì ke? Trời ơi, cái nick đó là mọi người thấy tướng tá của tao nó ốm rồi đặt cho tao là Long xì ke. Chứ tao chết xì ke mà hồi nào mày dám đi vu khống tao chết xì ke. Bây giờ con á, bỏ nghe, mùa mốt đừng có bọp chọp như vậy nữa. Lớn rồi, coi phụ tao với tía má nha. Tía má lớn tuổi rồi đó, chứ mà để lo chơi hoài. Biết rồi mà nó hoài à. Nè nè nè, cái bùn này hơi bị nặng nặng nè. Kiếm cây chọi nó lại đi, cho nó chịu lại. Dạ. Chú hôn nó quần xuống rồi gãy cây luôn á. Rồi em biết rồi. Giúp đỡ giùm cái đi. Tối ngày ăn chơi không. Mày xô tao hả Tám? Ủa cái gì vậy anh Bảy? Tám, Tám gì mà ôm xùm vậy anh Bảy? Tám, Tám Tám, Tám. Trời ơi, ai vậy? Ai biết. Không lẽ con xác chết hoang mạng hả anh Bảy? Ủa tụi bay lụm này ở đâu về mà nó mặc đồ bảy cò vừa ý vậy bay? Dạ sao vừa nữa tiếp. Trời đất ơi. Hê, xin chào. À, hay ổng là người nước ngoài ta? Mình để thử thôi nha. Hello. Ai giống siêu? Sawadikap. Ni hao. Ôi nó không biết nói chuyện đâu. Câm. Này câm. Tiếng nói kỳ quá. Biết người ta có bị không? Tụi bay hỏi nãy giờ nó có trả lời ở đâu. Tôi đói quá. Trời ơi. Biết nói chuyện kìa. Sao nãy giờ tao hỏi không trả lời? Có cái gì cho tôi ăn không? Có chứ. Có cơm. Lấy cơm cho nó ăn. Dạ dạ đi con đi chứ. Sao này nóng dữ thần vậy trời. Đi cơm đó. Trời ơi thấy thương ghê chưa, như bị bỏ đói mấy ngày nay vậy á. Chắc đói lắm rồi nè. Bởi vì nè, ăn đi nha, gọi xíu nữa hết đồ ăn rồi tôi lấy vô thêm cho anh đó. Nghe nè anh cho tôi hỏi coi anh ở đâu mà sao anh tự nhiên anh nằm trong giường nhà tôi vậy? Giường vào nhà tôi cao lắm mà ông vô cũng được hay thiệt khen. Trời ơi tao nói để cho thằng nhỏ ăn. Đến ăn xong rồi hả? Hỏi quá sao nó trả lời được. Từ từ đó hết bớt nữa. Nhà này cơm gạo nhiều lắm. Nghe ăn. Ăn chừng nào mà đỡ đỡ đó rồi trả lời cho chú nghe. Quê quán ở đâu? Nhà cửa ở đâu? Thấy không? Ở hành tinh xéo sọ. Trời đất ơi.
Trời ơi trời, hành tinh sáng sủa ở đâu vậy? Từ hành tinh đó xuống trái đất là cách 10 năm ánh sáng. Không hiểu đâu. Trời, vậy ổng là người ngoài hành tinh hả Tiết? Con đói quá, mê sáng, phải không? Trời ơi, người ngoài hành tinh gì mà kỳ vậy? Người ngoài hành tinh em coi em biết mà. Trên TV á, để người hành tinh nha. Cái đầu bự bành kia vậy nè, mắt thổ lỗ hay vậy nè. Đi khịch 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 vậy nè. Anh men hơn tôi được chút. Nhìn cũng đẹp hơn tôi một chút. Người ngoài hành tinh là ngoài hành tinh. Ê Tám, tao nghe nói người ngoài hành tinh người ta mạnh lắm luôn nha. Người ta làm cái gì, công việc gì mà của gấp 2-3 lần của người thường mình luôn á. Ờ đúng rồi đó. Mạnh lắm. Vậy anh kinh tôi coi đi. Một chút tôi ăn xong tôi khuyên cho. Mấy cái này tôi khuyên được hết á. Trời ghê vậy. Tôi khỏe lắm. Bây giờ bình tĩnh, kể tao nghe coi cái hành tinh xéo xỏ của mày ở đâu. Hồi nào tới giờ tao chỉ coi tivi, tao thấy người ta đồn những người ngoài hành tinh thế này thế khác. Bữa nay mới thấy. Tôi là EH18. Tôi cùng với EH19 được phân công nhiệm vụ xuống trái đất, rồi tìm kiếm xem là có hành tinh nào còn sự sống như hành tinh của chúng tôi hay không. Rồi xuống trái đất á, tụi tôi chia nhau ra đi tìm hiểu. Rồi rồi sao? Từ từ kể hết đi. Rồi hẹn nhau ngày 13 quay lại cái điểm xuống. Nhưng mà tôi bị sự cố nên tôi không quay lại được ngày 13. Rồi tôi bị mắc kẹt ở đây luôn á. Ủa? Vậy có cái anh rớt cái bịch xuống ngay giường nhà tôi vậy đó hả? Ờ. Lúc đó tôi đi lang thang, cái tôi gặp một cái ông già ông ngồi bên đường. Cái ông cho tôi uống một cái loại nước gì á, nó thần kỳ lắm. Cái tôi lúc đầu tôi uống tôi thấy nó đắng đắng nha. Cái một lát sau cái thấy nó ngon lắm, càng uống mình càng thấy ghiền. Rồi uống một hồi cái tôi ngủ luôn. Tôi không biết gì hết. Xong rồi bị trễ hẹn. Lúc đó tôi quay lại điểm mà tàu xuống á, thì lúc đó là tàu mẹ đi mất tiêu rồi. Cái á, tôi thấy gốc cây á có dòng chữ IH18 để lại cho tôi á, là IH18 nói là 2 tuần nữa sẽ có tàu mẹ đi ngang trái đất lúc 7 giờ tối. Bây giờ là tôi phải ở lại đây 2 tuần rồi đi vòng vòng thì không biết thì sao đến đây luôn. Kể cho tao nghe giống uống rượu say quá vậy. Phải nói không? Nước thần kỳ nè. Nước thần kỳ á. Trời. Thần kỳ ông nội tao. Nước bơ hẩm tôi uống nè. Rượu đế đó. Trời. Rượu là sao? Cái này nè, dùng đế là uống nhấp mồi thôi, còn mà uống nhiều quá là xỉn quất cần câu luôn. Xỉn quất cần câu là sao anh? Tiếp. Là xỉn là không biết được về đó, ngủ quên đó, rồi tàu mẹ nó bỏ lại luôn á. Ủa? Thì cái này nguy hiểm lắm, uống vô là xỉn là ngủ quên nữa. Thôi, bỏ dẹp đi anh. Nguy hiểm. Rồi giờ từ đây tới đó còn 2 tuần lễ nữa. Ông ở đây ông định làm gì? Không biết. Ở đây chơi đi. Còn 2 tuần nữa tao ghé rước. Tao gửi 2 này đi luôn. Ủa chi tiết? Chi tiết. Đi qua bển coi cái gì đó. Cái gì? Cái hành tinh xéo xọ đó. Đi bển coi nó khác hơn xẻo lá mình không? Dạ. Con đi rồi về kể tiếng nghe nha. Được không? Cho 2 đứa có gian được không? Dạ, được. Vậy là mày cũng có uy tín à. Ủa anh, mà nãy giờ chưa biết tên anh. Anh tên gì vậy? Tên gì anh? IH18. Là gì? Tôi nói ông nghe nè. Ở dưới trái đất này nè, không có ai mà đặt tên cái kiểu vậy á. Mấy tên mà chỉ hát hát là thường mấy tên bị bệnh không à. Có F18. Ủa có luôn hả Tiết? Là máy bay phi cơ của Mỹ. Thôi giờ nói nghe nè, tôi sẽ đặt một cái tên hợp thích hợp với cái hành tinh của chúng tôi ha. Cái tên của anh là EH18, cũng liên quan tới chữ H phải không? Coi nhìn anh ăn khỏe nè, người vạm vỡ nè, cái mặt cũng rất là men. Thôi đặt tên Hùng đi ha. Hùng cũng hay á. Tên Hùng được không Tiết? Hùng ai từng nó cũng đi về xấu xỏ rồi. Thì
Thì vậy là mọi người không ghét tôi hả? Ghét cái gì? Thương không hết ghét gì? Gặp người hoạn nạn giúp đỡ chứ ghét gì? Nhà tôi thương người lắm. Ừ, ở đây đi thoải mái đó. Dạ, cảm ơn mọi người. Mọi người cho tôi ở đây rồi có gì làm sai tôi đi, tôi khỏe lắm, tôi làm hết luôn cho. Rồi, để sai. Tôi làm được. Chúng hồi ra thử thì biết liền. Được. Tôi ăn xong tô cơm này, tôi làm cho. Để nhỏ ăn đi, nó ăn xong đi. Rồi nó làm. Ăn đi. Người hoàn tâm thiệt hả? Đâu bây giờ hít ít nữa. Cái gì? Ôi, một tay luôn. Trời ơi. Wow. Trời đất ơi. Người gì mạnh dữ vậy trời? Xách một cái vỏ nặng rồi buông xuống hít đó, hít một tay luôn, hít. Ôi, đây mình. Biết bao lâu rồi tía con mình mới được bữa cà phê thảnh thơi ha. Nói ai là vợ anh Hùng hết á tía. Trời ơi có ổng nha, ổng làm hết mọi chuyện nhanh và gọn lẹ nữa. Công nhận đó nó mạnh thiệt chứ. Dạ tía, tía ông ấy chung hồi mua ly cà phê về thưởng ổng đi, cho ổng biết cái hương vị cà phê ở trái đất mình. Ừ, mua cà phê cho nó uống chứ. Dạ. Nhưng mà anh Hùng ở ít quá tía, ở được có 2 tuần rồi, nhanh quá tía. Ủa 2 tuần? Hai tuần thì bữa nay gần hết rồi. Chỉ còn có bữa nay với ngày mai nữa là nó đi về rồi. Lẹ dữ hả tía? Ừ, thì bữa nó nói 2 tuần, bữa nay là 13 ngày rồi, ngày mai là 14 nè. Là tao mẹ xuống nước nữa rồi. Ủa, hai con phải chuẩn bị đồ đạc chưa? Ủa, làm gì tía? Ủa, bữa tao nói với nó là cho hai đứa có gian đi qua cái hành tinh xéo sọ của nó chơi mà du lịch mà. Ủa, tưởng đâu bữa đó tía nó chơi, ai dè, thiệt hả tía? Tao nói thiệt cho bộ mình dễ đi qua mà nó làm sao? Thôi đi tí ơi, ý con á là nói này nè, con muốn anh Hùng ở lại chơi với nhà mình thêm vài bữa nữa được mà tí. Trời đất ơi, ở đây chơi sao được, ta đã hẹn đúng ngày đúng giờ, tao mẹ tao xuống tao rước. Tao xuống rước mà tôi bay lẫm như xe đò xe lửa vậy á. Đi giờ nào đi hay sao được. Tao xuống là tao rước đi chứ đâu phải mà cách mình đó là 10 năm ánh sáng đó. Chủ cách tới 10 năm ánh sáng tí kêu con đi, rồi bận đi bận về của con hết 20 năm rồi. Lúc đó con về tí còn ở đây không? Còn tao sống tới 40 năm nữa mà, hai bữa về là tao còn sống thêm 20 nữa. Giờ không biết làm sao, giờ anh Hùng đi chắc buồn chết luôn á tía. Buồn cái gì, cũng lẽ thở ở đây như hoài với mày hả? Trời ơi, thì vậy thì cuốn gói đi theo nó luôn đi, bỏ mụn thúng bưng theo về hành tinh xếp sỏ ở đi. Ủa, nó hành động rồi. Điện thoại. Cái sao mà dính vậy chứ? Trời ơi, cái thằng nó mạnh thế chứ.
Trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi. Trời ơi, cái clip mình là clip độc á. Bây giờ cái clip này mà mấy ông nhà báo mà biết là ông Đăng gầm rộ luôn á ta. Mình bán cho nhà báo được không ta? Bán kiếm tiền những bút. Trời ơi, biết nhà báo nào đâu mà được. Nhớ rồi, mà hôm qua hai nhái nó nói không biết gì cái hỏi ông Google. Hỏi Google. Rồi. Rồi. Tôi soạn báo, bấm báo. Một dọc luôn. Tòa soạn báo lá cải xanh. Được được thử coi. Số điện thoại. Alo. Phải tòa soạn báo lá cải xanh không? Tôi ở miền Tây, Tây Quốc luôn. Tôi ở Sẹo Lá, Cà Mau. Tôi có cái tin này hot lắm. Tôi muốn bán cho nhà báo. Muốn nói gì thì ngày mai gặp tôi đi. Tôi hẹn ngày mai gặp tôi đi, tôi cho coi clip. Nhà mà nói trước nghe, lấy clip này rồi là phải trả tiền cái gì này. Nhận bút cho tôi nghe. Nha. Sao? Trời đất ơi, clip này clip độc. Clip này là clip người ngoài hành tinh. Bảo đảm hot luôn. Nè, nếu không chịu thì tôi bán cho báo khác nha. Nha. Mai gặp đi. Trời ơi trời, chiến này có tiền rồi. Có tiền sắp đồ cho cháu ngoại con hai nhái rồi. Vậy thôi. Trời đất ơi, sao mà lâu như vậy? Tôi đang đứng ở đây trong cái đường làng nè. Ở ngoài đầu đường làng có cái động đình đó. Dưới cổng đình đi thẳng vô. Tôi đội cái nón màu đen, áo tộc caro, cái quạt màu xanh dương. Quan trọng có đôi dép đó, đôi dép màu xanh đọt chuối. Cứ đi thẳng vô trong đây, tôi đang đứng đây nè. Tôi đợi nè, ngay bụi tre nè. Trời, lâu. Chào chú. Ủa, sao bây giờ mà hai cậu mới tới? Thì chú có phải bắt xe đến đây chứ. Với lại chúng con phải đi đưa tin khắp nơi nữa, đâu có rảnh như chú đâu mà. Đâu, các clip người ngoài tin của ông đâu? Đây này. Nè đó, hai cậu coi đi. Ghê không? Thì mạnh ghê không? Nhưng mà chú có chắc đây không phải clip giàn dựng không? Trời đất ơi, sao chắc? Clip này tôi quay, đích thân tôi quay nè. Sao mà dần dựng được? Ông đừng lừa tụi tôi nghe. Lừa gạt cái gì? Ở đây là tôi có nói có sách mách có chứng được đàng hoàng mà lừa gạt cái gì? Cái này chính tay tôi quay. Bây giờ mấy cậu không tin thì thôi. Chứ còn cái đây là lừa clip, hỏi mấy tôi đi. Thì chúng con đã đến đây rồi thì chú dắt chúng con đi xem đi. Tự nhiên cái biểu hiện tôi dẫn đi gì? Phải có gì trao đổi với công tôi quay mà đúng không? Mà ông có chắc đây là clip thiệt không? Clip nè. Mà con nghe nói dân ở đây rất là chân thật. Mà hình như không phải. Ủa, chân thật không biết trả tiền hả? Ủa, tôi không biết trả tiền hả? Tôi phải cần trả tiền chứ. Tôi có cháu mà, tôi phải lo cho cháu tôi chứ, đúng không? Giờ không chịu phải không? Không chịu á, tôi đi. Chú ơi, bây giờ tụi con tới đây rồi. Không thì chú nhận cái này cho con vui. Lần sau có nhận đưa thêm. Nhận vô đây thôi hả? Nhưng mà tôi nói nè, tôi lấy là lấy cái phần đầu thôi nha. Mai mốt mà đăng lên mà có tiền á, đưa thêm tôi à. Nha. Dạ. Rồi, đi theo tôi nè. Anh từ đâu đến cho tim em xuyên sao từng ngày. Anh từ đâu... Tâm Đăng. Dạ, chú Tư. Ủa, còn mấy người là ai mà chú Tư dắt qua đây làm chi vậy? Cái chuyện nghe chuyện của chú. Nhưng mà tía má con không có ở nhà, đi công chuyện hết rồi chú Tư. Tao biết rồi, tao không kiếm tía má mày. Không lẽ chú Tư kiếm con? Tao kiếm mày làm chi? Tao kiếm người này nè. Dạ, người nào chú Tư? Kiếm người này nè. Đó, người ngoài hành tinh trong nhà mày, thấy không? Tao dẫn phóng viên tao tới, tao lấy thông tin kìa. Dạ, người này là ai mà lạ quá cái chú Tư, họ không có trong nhà của con. Thôi, cậu đừng có giấu nữa, đưa ra đi. Đúng rồi, ra đi.
Không có mà, con nói thiệt á. Có rõ ràng, tao có hình ảnh đây, mày nói gì vậy? Mày đưa ra đây chứ tao chuyển công viên, tao lấy tin tức rồi đó. Con đã nói là không có, hỏi tôi đưa về giùm con đi, không có. Tạm anh Bảy. Cái gì sập vậy? Chú Tư mới tới. Bảy cò nè. Mày cái người ngoài hành tinh trong nhà mày nè. Bây giờ mày đưa đi, mày tao vẫn muốn gì tao tới là thấy thông tin kìa. Đưa ra đi cho trong nhà mày, tao quay clip đi nè. Đó, thấy không? Tao nói rõ ràng mà. Dạ con làm gì có người này. Đây mày coi có clip của đây là người ngoài hành tinh rõ ràng đi. Không có. Thôi chú Tư về giùm con đi. Chứ không hôn la âm sầm là tí là chết luôn á. Dạ đúng rồi, rồi thôi mấy anh về giùm em cái đi. Về đi chú. Đi về đi, anh về đi. Có mà con nói là chú xâm nhập gia cư bất hợp pháp à. Cái gì? Thôi đây, về. Con về đi. Cái gì kỳ vậy? Về đi, tí em la giờ đó. An toàn rồi. Anh làm gì anh thở dữ vậy? Mệt quá. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã cho tôi ở nhờ, cho tôi ăn ngon nha. Có sao đâu. Trời ơi, ông ở nhà tôi á, gia đình tôi thấy vui hơn á. Bây giờ ông đi buồn lắm luôn á. Tôi cũng nhớ mọi người nhiều lắm. Tôi sẽ không quên mọi người đâu. Tôi đặt mọi người ở đây nè. Ơ, sao biết cái vụ này nữa vậy? Bữa rảnh ở nhà tôi xem TV á. À? Tôi bắt chước người ta. Tôi biết là người trái đất á là thương ai á, người ta để ở trong trái tim. Tàu mẹ sắp đến rồi đó. Có gió kìa, thấy không? Gió bay lại. Anh giữ gìn sức khỏe nha. Cho gửi lời thăm bà con ở xéo xẹo, xéo sọ. Hey, đây nè. Hey. Anh Hùng ơi. Anh đi thiệt á anh Hùng. Anh Hùng đi rồi á, em buồn lắm á, không ai nói chuyện với em, không ai làm việc nhà hết á. Đến giờ tôi phải đi rồi, tàu mẹ sắp đến rồi. Đi mẹ khỏe. Tôi nhớ mọi người nhiều lắm. Ở đây nè. Ủa mấy anh chào ai vậy? Ủa thì anh chào ai vậy? Tàu mẹ đón tôi. Thì tôi cũng chào tàu mẹ á. Mà bây giờ mấy anh núp đi chứ để tàu mẹ xuống á là nó hút hai người về hành tinh xéo sọ luôn á. Kiếm chỗ. Gì có chỗ núp đâu có chỗ núp. Tàu mẹ đến rồi kìa. Tôi nè. Thôi mấy anh đứng yên đi, đừng có chạy lung tung. Nó không hút về xéo sọ mà nó hút về xéo sẹo đó. Cho tôi gửi lời hỏi thăm chú thím nha. Anh đi đi, anh đứng đây ngồi hoài tôi khóc bây giờ á. Tôi đi á. Ê mấy bài H19 nha. Ủa mày quen ông 19 hả? Không nhớ đâu, không nhớ mười mấy nữa mà. Bye bye anh Hùng nha. Bye bye anh Hùng. Hôm nay, sau hơn 14 ngày, gia đình đã đưa được chàng trai thần kinh không ổn định nhưng lại có thể lực tốt bằng 2-3 người bình thường về nhà. Anh ta đã kể về việc mình đã sống trên thiên đường trong 2 tuần mất tích vừa rồi. Anh ấy nói rằng mình đã gặp những thiên thần đã yêu thương và giúp đỡ anh ta hết mình. Gia đình xác nhận tinh thần anh ta hiện đã trở nên tốt hơn trước rất nhiều. Trời đất ơi, té răng này nó bị khùng tấn ơi. Con hết hồn luôn á tía. Quý thần ơi.
Thôi dẹp đi ba trai ơi. Trời đất ơi, muốn võ gì như mấy bà già xè tứ sắc mà cũng bày đặt mở lớp dạy võ, ai theo học vậy? Bởi ta nói nông cạn, quá là nông cạn, không hiểu biết một chút gì về võ học. Võ học thì đừng nên đánh giá vào bề ngoài của nó, mà phải biết đi sâu vào chiêu thức bên trong. Gặp chuyện rồi mới biết ai mạnh hơn ai à. Sờ, tao không học miếng võ nào nè, mà tao cũng bắt ăn cướp, dẹp ăn trộm, tề gian diệt ác, vượt qua bao nhiêu muôn trùng sóng gió, gian danh khắp cái xứ xẻo lá này. Mày hay quá. Rồi mày học võ như vậy rồi mày có vượt qua được mấy cái trận đòn roi của tía mày đâu? Đối với tía tao, để mà có thể đối phó được thì cần phải dùng một chiêu thức cao nhất trong võ học. Có tuyệt chiêu nữa hả? Đương nhiên rồi. Bí kíp hả? Okay. Cái mô cao thì mà làm gì quyền bí gì vậy? Đó, quan trọng là chỗ đó. Em biết không, tía tao ông thay mấy cái đời roi rồi mà cái mô cao này tới giờ vẫn còn nguyên, mày hiểu rồi đó. Hay vậy. Cô ơi, cho tôi xin vài ngàn đi cô. Trời, anh còn khỏe hơn tôi nữa mà anh xin tôi. Cô thấy như vậy chứ bệnh tùm lum mà cô ơi. Đây anh. Cảm ơn cô. Cô Hồng ơi, cô Hồng. À, nhái. Cho tôi xin ít tiền được cô. Dạ. Cô cho con mượn 5.000 đi, con còn tiền chẳng không. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Ủa sao nay tự nhiên xóm mình có ăn xin vậy cô? Ừ. Thấy lạ quá à. Chắc ở đâu mới tới á. Làm gì ở trển vậy? Đợi chút. Anh làm gì ở trển vậy? Ủa, em kêu anh là gì? Anh cò. Thì cò thì phải ở trên cây chứ. Anh mang quá. Ủa mà anh đi đâu đây? Nãy anh qua nhà, má em nói anh đi mua cà phê. Cái anh nghe cà phê, cái anh tự nhiên thấy thèm cà phê. Anh định chạy qua mua cà phê rồi, rồi sẵn gặp em luôn. Chỉ em cái cách trồng lúa giống mới á. Ờ vậy anh đi đi. À. À đúng rồi, nhưng mà chút nữa nhớ quay lại nhà tôi nha. Anh chỉ cho tôi cái vụ hồi bữa đi hội thảo á. À. Tự nhiên hồi bữa đó tôi bận quá tôi đi không có được. À. Đi đi. À. Thôi tôi về tôi lo cho thằng con tôi để tía má dẫn với nhà cô ba chơi. Ồ, ê khoan khoan. Hả? Nói vậy là có mình nhái ở nhà à? Ừ. Hỏi vậy mình về nhà luôn đi. Gì? Qua bển có gì anh nói cho em nghe luôn, với lại anh cũng đâu có phái cà phê đâu. Thôi mình đi đi. Ừ thì thôi đi, nhiều chuyện quá. Đó. Ừ. Hiểu không? Ừ. Bây giờ mới hiểu luôn á. Ừ, cũng dễ hiểu ha. Ừ. Nhưng mà bữa đi hội thảo không có nhái. Ừ, tôi sợ tôi nhớ không hết rồi về kể bậy bạ thôi, quay lại cho chắc ăn. Cảm ơn mấy cò nha. À quên nữa ha. Ừ. Hôm bữa cái vụ chiếc vòng của nhái á. Ừ. Mình
tôi đụng nhái ở bài ruộng á, ngớt cái vỏ nhái rồi ngớt luôn chiếc vòng. Tôi định lụm về đưa nhái mà cái bà Sáu bà hồ đồ, bà tưởng đâu tôi tặng bà, cái bà lấy bà đeo, trời làm tôi quê sệ nhái dễ sợ, sợ người chết luôn. À, là cái vụ hồi bữa hả? À. Trời ơi, tôi không có để ý đâu. Bây giờ cái mua lại đàn nhái nè. Anh đền cho tôi hả? À. Lấy đi, đừng ngại. Thôi, tôi lấy ba cái thôi. À, cũng được á. Tại vì cái này nó đẹp. Bữa đi hội thảo á, da cũng quẩn quẩn nè. Thấy cái bà bán đồ quà lưu niệm, cái nhớ chật lại vụ mà chiếc vòng của nhái. Cái hồi sẵn tiện mua đền nhái luôn, sẵn với thêm tặng nhái nữa. Hồi bữa anh tôi làm rớt có cái vòng à, trả một cái thôi, đưa gì nhiều vậy nè, thôi lấy đi. Trời, không nó phải vàng chứ có phải vàng đâu mà. Thì không biết nhái thích cái nào nên mua nhiều thứ để cho nhái lựa luôn. Thôi, nếu mình nó màu vàng có phải bằng vàng đâu mà lấy hết làm gì hả? Không lựa được cái nào lấy, còn không thì lấy hết luôn cũng được. Đi vô đây. Ông ngồi đi. Ông ngồi ở đây đợi nha. Tôi xuống bếp coi có gì ăn ông tôi đem lên cho. Dạ. Ăn đi, tôi mới nấu không đó. Coi chừng nóng nha. Nhà không có nấu cơm hả cô? Hết cơm mất tiêu rồi. Ông ăn đỡ cái này đi. Chứ bây giờ chờ cơm lâu lắm. Ông uống nước đi. Dạ, cảm ơn cô. Ủa mà sao ông đi làm ăn xin vậy? Tôi già cả bệnh hoạn, con cái tôi nói tôi phiền phức, nó đuổi tôi đi. Vô ơn vô nghĩa mà. Tôi không, tôi không phải nói ông, ý là tôi nói con của ông á. Con với cá không lẽ đi rồi. Đi cũng nói một tiếng nữa. Mà đi mà sao giỏ để ở đây? Mày chết chứ tao. Tao không đi ra đây đi. Ông ra đây đi. Tôi sống chết với ông luôn. Cái loại cướp ăn trộm. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Tao mà thoát ra được là mày chết chứ tao đó. Bố mày ta ăn trộm. Ăn trộm. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Tao mà thoát ra được là mày chết cho tao đó. Tao đi làm không có ai ở nhà đâu mà kêu. Vô sao trời.
Tao mà thoát ra được là mày chết cho tao đó. Ôi, bị còn nghe máy đi. Trời ơi, đâu rồi? Sao mà những lúc tôi cần anh là anh không có gì nè? Ôi, chết rồi vậy sao? Mở cửa ra. Tao mà thoát ra được là mày chết cho tao đó. Vũ, sao Vũ? Đúng rồi, Vũ. Vũ ơi, bà nghe máy giùm tôi đi, tôi năn nỉ bà đó. Thế má tôi cũng có ở nhà này Vũ ơi. Vũ. Tao thoát ra được là mày chết chứ tao. Ông ngồi ông ra đây đi. Tôi bán xong bán chết chồng luôn. Ông ra đây đi. Chết chứ tao. Ông đừng tưởng tôi là đàn bà gái là không đánh lại ông nha. Sao những lúc nguy hiểm không ai tới cứu tôi gì trời. Trời ơi, sắp phá mạnh cái cửa phòng ra rồi. Có chuyện gì vậy? Má Giai ơi, cứu em. Chuyện gì mà la dữ vậy? Em trộm, em nhốt ở trong phòng rồi. Ở đâu, trong phòng á. Trộm hả? Nhanh, có trộm. Lẹ lên. Anh chạm đâu? Ở trong phòng á, em nhốt ở trong phòng rồi. Em yên tâm đi, có anh ở đây rồi, không sao hết. Vô mở cửa anh vô anh thử đó. Ê, để tao. Cái thằng làm tàn, Má Giai, lên. Để tôi cho. Cái chuyện quan trọng vậy phải để bà Gia xử lý mới được. Gì vậy? Ủa sao không nút vậy? Vô đi. Thời cơ chưa tới, cứ từ từ. Trời ơi, cái thằng lẹo bếp giận nổi không lên. Chứ lại đứng ngay hoài vậy trời vậy hả? Sợ không? Nó mà ra em quýnh mặt nó. Sao thanh niên trai tráng mà giả dạng ông già đi ăn cướp ăn trộm người ta? Nè, cũng hên cho ông á là mấy người này cản tôi, chứ không á một chiêu thôi là ông game over liền biết chưa. Trời, hồi nãy mà ông làm cái gì mà tổn thương hai nhái một cái ha, nó không nói nhiều nữa, bây giờ là quýnh ông đi rồi cho chùa. Thôi anh đừng làm vậy, bây giờ mình quýnh người ta là mình sai á, với lại mình cột ông giày rồi, ông có thoát được đâu. Ừ, vậy thôi mấy đứa bay giặt ra, để tao lấy điện thoại tao quay clip, tao đăng lên trên Facebook ba cho người ta biết cái mặt của ông này là ăn cướp ăn trộm, cho người ta tránh xa. Người ta nói đây là cái cách để mà phòng chống trộm cướp thời đại 4.0. Hay, làm đi. Hay mà xàm xí. Ủa sao xàm xí? Thời đại 4.0 là người ta phải áp dụng vật lý, toán học, hóa học, sinh học, kết hợp cả 4 cái từ không biến thành có mới là 4.0. Đúng là đồ nhà quê. Ai biết đâu, thì tao thấy trên Facebook người ta nói vậy đó. Ông kia, ông ở đâu, tên gì, bao nhiêu tuổi, tại sao biết bao nhiêu nghề ngoài kia không làm mà vô đây lừa lọc người ta là sao? Anh có biết là hả, anh là đàn ông con trai mà anh đi lừa phụ nữ là anh hèn mạt, anh nhục nhã lắm không? Tôi xin lỗi cô, lúc đầu á tôi chỉ tính xin tiền cô thôi, nhưng tôi thấy cô nhiều tiền quá, nổi lòng tham nên tôi mới đi theo cô về nhà. Thôi bây giờ không có nói nhiều nữa, đưa lên xã cho người ta xử lý đi. Đúng rồi, đưa lên xã đi. Đi lên xã. Cô đừng đưa tôi lên ủy ban mà. Tôi xin cô mà, tha cho tôi đi cô. Ăn xin thì lo ăn xin đi. Bà đặt giả người già để ăn xin chi vậy? Giả làm người già mới dễ xin anh ơi. Trời ơi. Bây giờ ông khai thiệt tôi đi. Ông theo dõi hai nhái từ khi nào? Ừ. Nói đi. Nói đi. Khai đi. Nói. Nhái ở nhà đi,
để tụi anh đưa ổng lên xã. Đi. Cô ơi, bỏ tật chồng cướp. Mấy anh ơi, tha cho tôi đi. Tía tôi đang bệnh nặng ở nhà. Ổng đợi tôi đem tiền về mua thuốc cho ổng uống á. Ủa, bác nhà bệnh hả anh? Bác bị bệnh gì vậy? Nặng không? Bệnh nặng lắm, đủ bệnh hết. Thôi, bệnh rồi. Chị, ốm như vậy. Ê, ê, ê. Hả? Tụi bay đừng có nghe ông nói gì rồi mũi lòng, ông gạt mình đó. À, quên. Ờ, không được, ăn trộm cướp mình phải dùng đi. Tôi nói thiệt mà. Đi, dẫn đi. Thôi. Em thấy vậy nè, hay là để ông ngồi xuống ông nói thử đi. Nha. Ông ngồi xuống đi. Tôi tư nhân. Nhà ở đâu? Nhà tôi ở xóm trên, làm thợ hồ. Nhưng vì tía tôi bệnh á, nên có bữa làm bữa nghỉ. Nghèo mà còn gặp mấy cái eo. Cô với mấy anh á, đừng có đưa tôi lên ủy ban xã nha. Với lại đừng cho người lớn biết. Tía tôi ở ngoài hay á, chắc là ông đột tử ông chết liền á. Giờ người ta vậy rồi tính sao? Thôi được rồi, giờ ông đi chạy xe ôm với tôi đi, đừng có ăn trộm ăn cướp nữa. Ừ, đúng rồi á. Anh chồng, tôi mượn xe đi mần nha. Đi mẹ luôn đi. Không ấy vậy qua bên tôi phụ nuôi heo đi. Cái gì á, tôi mần cũng được hết. Nhưng có điều gì nữa? Sáng cho tôi tới trễ, chiều cho tôi về sớm nha. Thôi nghỉ khỏe luôn đi. Thôi em thấy vậy nè, em thấy chuyện này cũng nhỏ thôi, chứ dù gì em cũng chưa mất tiền nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là mấy anh vô sửa cửa giùm em đi. Này ông đập phá trơn rồi, tí em mà về biết cái ông giết ông chết luôn á. Nên vô sửa cho. Ê, ông chạy xe ôm em biết sửa cửa không? Để tôi, để anh sửa cho. Vô sửa đi mày. Thôi, cái cửa này á, tôi làm hư, để tôi sửa cho. Ông sửa đi, với lại tôi cũng đâu biết sửa đâu. Mày lanh quá. Cảm ơn anh Ba Gia nha. Nhờ anh biết võ mà đã cứu giúp em trong những lúc tình huống nguy hiểm như vậy. Lỡ rồi, tiếp nè. Võ thuật không chỉ là để phòng vệ, mà còn là cách để rèn luyện thân thể, trí tuệ, diệt gian trừ tà, xử lý những kẻ mạnh hiếp yếu. Rồi đây, người người ở Xẻo Lá sẽ dùng võ thuật để bảo vệ xóm làng.